Đây là đứa em trai của mình George. Còn đây chính là heo mẹ. Và không ai khác đây là heo ba. Đây là công viên. Tới rồi. Mẹ ơi, sao lá cây đều thành màu đỏ màu vàng vậy mẹ? Vì đang là mùa thu, Peppa. Khi tới mùa thu, thời tiết sẽ trở nên lạnh hơn và lá cây sẽ đổi màu. Hôm nay gió thổi lạnh quá, chúng ta hãy chơi trò chơi để giữ ấm. Tới lượt chị. Chị đâu có muốn cho nó đi hướng đó đâu em. Cơn gió đang thổi trái bóng đi cùng. Trái bóng rơi vào hồ nước rồi. Ba sẽ dùng khúc cây này để giới tới nó. Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Anh cẩn thận đó nha heo ba. Em đừng lo, anh gần giới tới rồi. Ba ơi, nước có lạnh không ba? Hơi lạnh một chút thôi. Vậy là gió đã thổi trái bóng ra khỏi hồ nước. Phải, thật là may mắn. Phải, chúng ta thật là may mắn. Gió càng ngày càng thổi mạnh hơn đó. Giữ chặt nón của mình đi các con. Ôi không, gió thổi bay nón của chó đi rồi. Con đừng lo chó, theo ba sẽ lấy nón lại cho con mà. Nhanh lên ba. Nhìn kìa, nó ở trên cái cây này rồi đó. Ba sẽ leo lên để lấy nó cho con. Cái cây này quá nhỏ, anh không thể leo lên được đâu heo ba à. Ôi trời, vậy chúng ta phải làm sao để lấy nó? Dễ thôi, em sẽ rung cái cây một chút. Có lẽ mình cần rung nó mạnh hơn nữa. Kem đây, kem đây. Đây là cô thỏ, cô ấy là người bán kem. Xin chào heo mẹ. Xin chào cô thỏ, làm ơn cho 4 cây kem. Cảm ơn cô thỏ. Chót, em đã quên đóng cửa lại rồi thấy chưa? Như vậy Polly sẽ bay đi mất đó. Con đừng lo Peppa, ba chắc là Polly vẫn còn ở trong nhà. Polly không có ở đây đâu ba. Polly đã đi mất rồi. Như vậy ông và bà sẽ buồn lắm đó ba mẹ ơi. Có lẽ bây giờ chúng ta nên tìm ngoài giường xem sao. Xem kìa, đó là gì vậy? Heo mẹ nhìn thấy gì đó ở trong giường vậy? Là Polly. Nhưng ba ơi, chúng ta phải làm gì để đem Polly xuống đây ba? Con đừng lo Peppa, ba sẽ đem Polly xuống. Lại đây nào Polly. Cậu có muốn uống trà hay không? Ôi không, vậy là Polly lại bay lên cao hơn rồi. Ôi trời. Ba cẩn thận đó nha ba. Ba đừng để bị té giống như mấy lần trước nha ba. Con đừng lo Peppa, ba sẽ thật cẩn thận. Lại đây nào Polly. Cám cho chim. Không biết là George đang định làm gì. Thì ra George lấy cám chim của Polly. Polly rất thích cám chim. George đã đưa Polly từ trên cây xuống rồi. Wow. Tiếng gì vậy ta? Là tiếng điện thoại di động của heo ba đang reo. Alo. Là mẹ đó hả? Chào con heo ba. Mọi người đã sẵn sàng hết chưa? Sẵn rồi heo ba. Vậy thì ta đi thôi. Khủng long. Hình như George đã để quên khủng long ở trong nhà. George à, con phải chú ý tới khủng long của mình nhiều hơn chứ. Khủng long. Bây giờ mọi người có hoàn toàn chắc chắn là mình không còn quên gì nữa hay không? Dạ, chắc chắn rồi ba. Con để gấu bông ở đâu Peppa? Con nghĩ là trên cái bàn trong bếp. Peppa, con phải chú ý tới gấu bông của mình nhiều hơn đó. Gấu bông. Chúng ta đi đó nha. Sẵn sàng hết chưa? Đi rồi thưa ba. Vậy thì đi thôi. Đây là điểm dã ngoại hôm nay. Tới rồi.
Anh rất thích chỗ dã ngoại này. Nó rất yên ắng và thanh bình nữa. Đó là ngựa vằn Suy và ba của cậu ấy là chú đưa thư ngựa vằn. Con chào chú ngựa vằn. Chú có thư cho tụi con sao? Hôm nay không có thư đâu con à. Hôm nay là ngày nghỉ của chú. Tụi mình tới đây để đi dã ngoại. Tụi mình cũng vậy. Phải rồi, sao chúng ta không cùng nhau làm một buổi dã ngoại lớn? Dạ phải. Thật là một buổi dã ngoại vui vẻ. Ba mẹ ơi, cho con và chót ra ngoài bãi cỏ chơi với Chewy được không? Được chứ bé con. Chewy, mình có đem gấu bông nè. Mình thì có khỉ bông nè. Không lăng. Mình cần có bộ đồ chơi dã ngoại nữa. Tụi mình chơi dã ngoại đi. Là bay vết. Chúng lúc nào cũng xuất hiện khi tụi mình đi dã ngoại hết đó. Wow. Kính lúp làm mắt của chó trông to hơn bình thường rất nhiều. Tất cả đã có đủ. Bây giờ cái mà các con cần là một điều bí ẩn để phá giải. Ba ơi, điều bí ẩn là gì vậy ba? Một điều bí ẩn là thứ mà các thám tử giỏi cần phải giải quyết, như là tìm những thứ bị đánh mất. Con biết rồi, tụi con có thể tìm ông khủng long của chó. Nó lúc nào cũng bị mất hết à. Khủng long. Nhưng mà lúc này ông khủng long không bị mất. Vậy còn mắt kính của ba thì sao? Ba lúc nào cũng làm mất nó hết á. Hôm nay thì không. Ba đang đeo mắt kính của mình rồi nè. Làm sao bây giờ? Không có điều bí ẩn nào xung quanh đây hết. Vậy con muốn ba tạo ra một điều bí ẩn hay không? Dạ có. Vậy là heo ba sẽ tạo ra một điều bí mật. Bây giờ trên bàn có gì hả? Có một chú cá nhỏ, gấu bông, chú hà trong hộp. Và còn có ông khủng long nữa. Đúng vậy. Bây giờ hãy nhìn thật kỹ và cố nhớ cho hết chúng nha. Chú cá nhỏ, gấu bông, một chú hề trong hộp và ông khủng long. Các con đã nhớ hết chưa? Dạ rồi. Được rồi, bây giờ các con ra ngoài chơi một chút đi. Khi nào xong, ba sẽ gọi các con vào. Nghe âm thanh ồn ào đó giống như ba đang chạy lên lầu. Bây giờ giống như ba đang chạy xuống lại. Đã xong, bây giờ các con có thể vào trong nhà. Một thứ ở trên bàn lúc nãy giờ đã bị mất, đó là cái gì? Có ông khủng long ở đây nè, chú cá nhỏ, chú hề trong hộp. Vậy là mất cái gì đây? Gấu bông. Đúng rồi, gấu bông đã bị mất. Peppa, rót, các con giỏi lắm. Với tụi con thì dễ thôi mà, tại vì tụi con là thám tử nổi tiếng. Như lúc nãy ông đã hướng dẫn, ông chỉ cần lấy hạt giống rồi rải chúng lên mặt đất. Một chú chim nhỏ đột nhiên bay lại rồi ăn hạt giống của heo ông. Đi đi, đừng có ăn hạt giống của ta nữa. Thì ra hạt giống của ông bị mất là do chú chim nhỏ đó. Hạt giống của ông bị chú chim nhỏ ăn hết rồi. Có hai chú chim nhỏ khác nữa bay lại ăn hạt giống của heo ông. Nhìn kìa ông ơi. Bay đi hết đi. Ủa, có gì ồn ào ngoài đây vậy? Heo ba nhìn nè, bầy chim cứ bay lại ăn mất hạt giống của tôi rồi. Nên tụi con giúp ông đuổi bầy chim đi. Đuổi chúng đi cũng vô ích thôi con à. Chúng sẽ quay trở lại. Mọi người nhìn kìa, chúng ta phải có người rơm mới được. Người rơm là gì vậy ba? Người rơm là một hình nộm hình người, thường được sử dụng để dọa bầy chim. Đúng là một ý hay đó heo bà. Tôi sẽ đi làm một cái ngay. Đi thôi các con. Tạm biệt các chú chim nhỏ. Mình và mọi người sẽ đi làm người rơm đây. Đây là nhà kho trong vườn của heo ông. Trong nhà kho sẽ có rất nhiều thứ có thể dùng làm người rơm. Đầu tiên, chúng ta cần phải có hai que cây và một vài sợi dây để cột. Tụi con sẽ lấy nó cho ông. Peppa đang cầm hai que cây trên tay, còn George thì đang cầm cuộn dây cột. Giỏi lắm hai đứa. Giờ thì ông sẽ dùng dây cột hai que cây lại để làm phần thân. Heo bà đang cầm theo một ít rơm và một cái túi đã cũ đi ra chỗ heo. Đủ rồi đó. Giờ thì ông sẽ nhét hết rơm vào cái túi này để làm phần đầu. Bây giờ người rơm cần phải có cái gì đó để mặc lên người. Tôi có một túi đồ cũ ở đây nè. George đã tìm thấy một cái váy ở trong túi. George mất quá. Ông
người rơm chắc chắn là sẽ không mặc chiếc váy đó đâu. Còn Peppa thì tìm thấy một cái áo khoác. Sắp tới giờ về rồi và các phụ huynh đã tới rồi. Ba ơi, mẹ ơi, hôm nay cô dạy tụi con làm chiếc hộp thời gian đó. Ôi, chào heo ba, cậu tới rất đúng lúc. Hãy đào giùm chúng tôi một cái hố. Dạ được thưa cô. Heo ba đang đào một cái hố trong sân vườn của trường để chôn chiếc hộp thời gian. Xong rồi. Giờ đào lên được chưa cô? Chưa đào lên vội được đâu con. Mình sẽ để nó ở dưới nhiều nhiều năm. Nhưng mà con không thể đợi lâu được. Peppa, con giống y chang ba con ngày xưa vậy. Vậy sao cô? Đúng rồi, vì hồi xưa ba con cũng là học trò của cô mà. Cô từng dạy ba con luôn hả? Phải, cô từng dạy cho tất cả ba mẹ của các con, có đúng không? Phải cô Linh Dương. Lúc mà ba mẹ của các con còn nhỏ, họ cũng từng là một chiếc hộp thời gian. Đúng vậy đó, ba chôn nó ở gần một cái cây nhỏ. Mình đào nó lên được không? Được chứ, cô nhớ hình như là đã chôn ở đây nè. Con tưởng cái cây phải nhỏ hơn chứ. Đó là nhiều năm trước đây thôi heo ba. Cái cây nhỏ ngày xưa bây giờ đã lớn. Hình như con đào thấy nó rồi. Đúng là cái hộp thời gian cũ của chúng ta. Mình mau vào trong mở ra coi đi. Được rồi các con, lùi lại nào. Để xem trong đây có gì. Một quyển truyện tranh. Đó là quyển truyện tranh mà em thích nhất. Một chiếc máy bay bằng thiết. Dạ, đó là đồ chơi của em. Một đĩa CD. Là đĩa nhạc mà em thích nhất đó. Cuối cùng là một củ cà rốt héo. Là của em. Mẹ chọn nó là đúng rồi đó. Và thông điệp mà ba mẹ các con gửi tới tương lai nè. Lúc họ như các con. Mọi người lại đây coi, trong hồ này có cái gì nè? Ông ơi, con không thấy gì hết đó ông. Trong hồ này lúc nào cũng có một cái gì đó Peppa. Con hãy nhìn kỹ lại đi. Con nhìn thấy nó rồi. Phải, để coi. Cua. Thế là ngón tay của heo ông bị con cua kẹp cứng. Ôi da. Ông cua này hư quá. Nhìn kìa chó, ông cua đi hàng ngang nhìn mắc cười quá ha chó. Vậy là chó bắt chước dáng đi của cua. Và Peppa cũng muốn làm một chú cua. Tụi con thành cua rồi nè. Kẹp. Cô ơi, có hai con cua đang muốn kẹp tôi nè. Chúng sắp kẹp tôi rồi. Kẹp. Con là một con cua nè. Kẹp. Tránh ra đi mấy con cua này. Mau trở về cái hồ đá của mình đi. Hai con cua nghe chưa? Dạ. Chúng ta tìm thêm hồ đá đi chó. Con thấy cái gì rồi? Là một cái vỏ ốc. Con có nghe thấy tiếng biển không? Ý bà là sao? Nếu con đặt vỏ ốc kế bên tai, con sẽ nghe thấy tiếng biển. Con có thể nghe thấy tiếng biển rồi bà. Con thích vỏ ốc này quá bà ơi. Rốt. Con cũng tìm cho mình một vỏ ốc đi. Dạ. Đó không phải là vỏ ốc đâu. Peppa nói đúng đó. Đó không phải là cái vỏ. Thứ mà Rốt đã tìm thấy là một mẫu quá thạch. Giấy báo thì cho vào thùng tái chế màu đỏ đó Rốt. Vậy là nhà chúng ta đã thu thập đủ đồ. Bây giờ cả nhà mình có thể tới trung tâm tái chế. Anh Hà, đi thôi. Heo mẹ cầm thêm những cái chai. Peppa thì cầm lon và hộp. Còn chót thì xung phong cầm hộp đựng giấy báo. Mọi người đã sẵn sàng hết chưa? Ba. Vậy thì đi thôi. Recycle, we're going to recycle. Tin cans, bottles, newspapers. Recycle, recycle, we're going to recycle. Cuối cùng nhà Peppa
cũng tới trung tâm tái chế của cô Thỏ. Tới rồi. Xin chào mọi người. Vâng, chào cô Thỏ. Mọi người đem đồ tới đây để tái chế có đúng không? Dạ đúng vậy. Vậy thì rất tốt. Mọi người cứ tự nhiên. Dạ, cô Thỏ đang làm gì vậy? Cô ấy đang tái chế những chiếc xe cũ bị rỉ sét. Con có biết chai không bỏ vô thùng nào hay không? Dạ là màu xanh lá. Con giỏi lắm. Còn lon với hộp thì bỏ vô thùng màu xanh dương. Giỏi lắm Peppa. George muốn đem tái chế những tờ báo cũ. Được rồi George, ba cho con tự tay bỏ báo vô thùng. Rồi, trong một ngày mình tái chế nhiêu đây là đủ rồi. Phải, mình về nhà thôi. Xe của mình đâu? Xe của nhà Peppa bỗng nhiên biến mất. Lùi lại đi. Thì ra là cô Thỏ đang định tái chế xe của nhà Peppa. George nhìn rất thích thú khi thấy con thuyền chạy. Mẹ ơi, mẹ lên dây giúp con được không? Thuyền của con không cần lên dây cót đâu Peppa. Thuyền của Peppa là loại thuyền buồm, chỉ cần có gió là nó sẽ di chuyển. Con không thích thuyền của con chút nào. Nó không chạy được mẹ ơi. Đó là bởi vì hôm nay không có gió thôi con à. Để ba giúp thuyền của con chạy nha. Bây giờ ba sẽ hít sâu và thở ra để thổi thuyền con đi. Hanh à, thuyền của con chạy một cái diều. Giờ thì Peppa thích thuyền của mình rồi. Mẹ. Đây là bạn của Peppa, cừu Suzy. Con xin chào mọi người. Chào cậu Suzy. Tụi mình đang chơi thuyền đây nè. Mẹ. Mình cũng có thuyền đồ chơi đây nè. Thuyền của cậu chạy bằng dây cót hả? Không, thuyền của mình chạy bằng pin. Chiếc thuyền đồ chơi của Suzy chính là loại thuyền chạy bằng pin. Đúng là một chiếc cano tuyệt vời. Mình xin lỗi nha bạn vợt. Đây là bạn chó Danny. Bạn đi cùng với chó ông. Xin chào mọi người. Xin chào ông chó Danny. Ông cháu. Ông mình đã làm cho mình chiếc thuyền phản lực thần tốc này đây nè. Ấn tượng thật, nhìn con thuyền ngầu quá, nó chạy thế nào? Con thuyền này chạy bằng hơi nước đó. Đây nè, tôi chỉ cần bật cái cần gạt này lên. Thật là một chiếc thuyền mái chèo quá tuyệt vời. Đây là bạn thỏ Rebecca và mẹ cậu ấy. Xin chào mọi người. Chào cậu Rebecca. Tụi mình đang chơi thuyền đây nè. Ít gì mình cũng có một chiếc thuyền. Bạn thỏ Rebecca không có chiếc thuyền nào. Đó, đã một giờ rồi kìa. Lần nào cũng vậy, tụi nó lúc nào cũng tới trễ hết. Coi khoai tây của ông chín chưa kìa. Ờ, chưa dội đâu. Thôi mình cứ để nướng thêm chút nữa đi. Xin chào heo bà nghe đây. Dạ con đây mẹ. Con điện báo là tụi con đang bị kẹt xe. Không sao đâu. Ở đây vẫn chưa chuẩn bị xong. Hình như heo ông đã nướng khoai tây quá tay rồi. Lát nữa gặp nha. Bọn trẻ tội nghiệp lại bị kẹt xe nữa rồi. Xem ra tôi vẫn còn thời gian để đào thêm vài củ khoai tây để làm món khác. Heo ông à. Sao xe của mình nhích từng chút một vậy ba? Chạy như vậy thì biết chừng nào mới tới hả ba? Papa nói đúng đó, hay mình thử đi đường khác đi anh. Nhưng gần đây không có con đường lớn nào khác nữa. Em biết có một đường khác đó. Tạm biệt mọi người nha. Nhà con sẽ đi đường tắt đây. Tạm biệt nhà Papa nha. Chúc may mắn. Heo mẹ chỉ cho heo ba đi theo con đường tắt để tránh qua được chỗ kẹt xe. Nhưng không may là con đường tắt này quá gồ ghề. Con thích đi đường này quá. Em có chắc là đường này không vậy? Tin em đi. Chào các bạn vợt. Tụi mình đang đi đường tắt để tránh kẹt xe nè. Nhìn kia, đường tắt ở ngay trước mặt. Hoang hô, em làm tốt lắm heo mẹ. Chạy một vòng luôn mà vẫn lại về chỗ cũ. Xin chào. Chào mừng trở lại. Ôi trời, vậy là đường tắt của heo mẹ có vẻ không hữu dụng cho lắm. Tốt, bữa trưa vậy là xong. Ồ, chưa kể điều quan trọng nhất là món khoai tây bỏ lò cũng đã được nấu lại xong xuôi. Buổi trưa đã xong, nhưng Peppa và cả nhà cậu ấy vẫn còn chưa tới. Alo, heo ông nghe đây. Tụi con sắp tới nơi rồi đây ba.
Nhưng mà mọi người vẫn đang di chuyển với tốc độ như ốc sên bò. Một con ốc sên đi rất, rất là chậm. Nhìn kìa chứ, ở ngoài đây có rất nhiều dũng bùn. Cũng may là Peppa và George có mang theo ủng. Hai cậu có nhảy lên nhảy xuống trên dũng bùn chắc cũng không sao. Peppa có vẻ rất thích thú khi chơi trò nhảy lên nhảy xuống trên dũng bùn. Bây giờ tất cả George cũng thích chơi trò nhảy nhót trên bùn. Nhìn kìa chó, đây là dũng bùn lớn nhất mình từng thấy. Hai cậu nhóc rất thích thú với trò chơi trước khi ngủ này. Peppa, George, tới giờ đi tắm rồi con. Mẹ ơi, mẹ ơi, tụi con đã tìm thấy một dũng bùn lớn, ơi là lớn. Nhìn hai đứa là mẹ thấy rồi, mau vô nhà tắm đi. Ồ, cho con chơi lâu hơn một chút được không mẹ? Không, tới giờ đi tắm rồi. Bây giờ con và George đã cảm thấy buồn ngủ chưa? Dạ không thưa ba. Tụi con không thấy buồn ngủ chút nào, tụi con còn muốn chơi. Hai đứa nhỏ này có thể không buồn ngủ, nhưng mắt anh díp lại rồi. Em cũng vậy đó. Trước khi đi ngủ, Peppa và George phải tắm cho sạch sẽ. Peppa cực kỳ thích chơi trò tạt nước, làm cho George cũng bắt chước tạt nước theo. Và thế là Peppa và George thay phiên nhau tạt nước vui vẻ. Chơi vậy nãy giờ là đủ rồi. Ra khỏi bồn, lau khô người rồi mặc đồ ngủ nào. Tụi con ở trong bồn tắm chơi thêm một chút nữa được không mẹ? Thời gian tắm rửa đã hết rồi. Bây giờ hai con lên đánh răng đi. Trước khi lên giường đi ngủ, Peppa và George phải đi đánh răng. Đánh răng kỹ vậy là đủ rồi hai đứa. Về giường ngủ thôi. Con thấy răng vẫn chưa sạch, để con đánh thêm một chút nữa. Đợi khi con lên giường ngủ, ba con sẽ đọc truyện cổ tích cho các con nghe đó. Chuẩn bị, sẵn sàng, chạy. Nói cho cậu biết nha, mình có thể chạy 100 dặm một giờ. Còn mình thì có thể chạy cả tỷ dặm một giờ nữa kìa. Peppa, Suzy, đừng có cãi nhau nữa, lo mà chạy đi con. Bây giờ bạn thỏ Rebecca đang dẫn đầu. Ôi trời, Peppa và Suzy bị chậm lại ở sau cùng rồi. Bạn thỏ Rebecca đã thắng rồi. Còn Peppa và Suzy thì về cuối. Người chiến thắng trong cuộc đua hôm nay là bạn thỏ Rebecca. Con cảm ơn cô. Đáng lẽ mình đã thắng rồi, cũng tại con nói chuyện với mình mà mình bị thua đó. Thôi đi nào Peppa, con nhớ nè, thắng thua không quan trọng bằng việc con đã tham gia như thế nào. Dạ con biết rồi ba. Cuộc thi tiếp theo chính là thi coi ai nhảy xa hơn. George và Richard rất vui khi sắp được thi xem ai nhảy xa hơn. George, em phải lùi lại và lấy đà thiệt nhanh, sau đó bật lên rồi nhảy càng xa càng tốt. George, chuẩn bị, sẵn sàng, nhảy. George đã chạy lấy đà thật nhanh rồi bật nhảy thật xa có thể. Còn bây giờ tới lượt của bạn thỏ Richard nhảy. Nếu như Richard không chịu lấy đà, em ấy không tài nào nhảy xa được đâu. Nghe đầy thỏ Richard, chuẩn bị, sẵn sàng, nhảy. Vậy là bạn thỏ Richard nhảy xa hơn George. Và người chiến thắng là bạn thỏ con Richard. Wow! George, em phải nhớ, khi thi đấu thắng thua không quan trọng. Quan trọng là em đã tham gia. Cuộc thi tiếp theo chính là chạy tiếp sức. Mỗi bạn ở đây sẽ chọn ba hoặc mẹ của mình để cùng nhau thi. George đã tìm thấy mắt kính của Pedro. George ngốc quá. Nó ở đây. Cảm ơn. Pedro, tại sao cậu lại đeo mắt kính? Mình phải đeo, tại vì bác sĩ nhãn khoa nói vậy đó. Bác sĩ nhãn khoa là gì? Ba của mình là bác sĩ nhãn khoa. Ba kiểm tra xem cậu có nhìn rõ hay không. Bằng cách nào chú ấy nhìn vào trong đầu cậu ạ? Ba làm bài kiểm tra mắt. Cậu có muốn thử làm bài kiểm tra mắt không? Có, kiểm tra mình đi. Được thôi. Thú vị lắm đây. Nhắm một mắt lại đi và nói xem cậu thấy gì. Mình nhìn thấy chót. Giờ thì nhắm cả hai mắt lại luôn. Giờ mình không nhìn thấy gì hết.
Không nhìn thấy gì hết hả? Trường hợp này thú vị lắm đây. Mình nghĩ là cậu cần đeo kính đó bé ba. Ồ, thật sao? Phải. Pedro, về thôi con. Tạm biệt Pedro. Này. Tạm biệt cậu. Mẹ ơi, mẹ ơi, con cần đeo mắt kính. Sao vậy con? Pedro kiểm tra mắt cho con. Và con cần đeo mắt kính. Mẹ nghĩ mắt của con vẫn ổn mà. Không đâu mẹ. Khi con nhắm hai mắt lại, con không nhìn thấy gì hết. Nhưng đâu có ai nhìn thấy thứ gì khi nhắm mắt của mình lại. Chuyện gì liên quan tới mắt kính vậy hả? Pedro biết mọi thứ về mắt. Ba cậu ấy là bác sĩ nhãn khoa. Được thôi Peppa, chúng ta hãy gặp bác sĩ nhãn khoa để kiểm tra cho con. Mình đi ngay đây. George, con có muốn kiểm tra hay không? Dạ không. Xin chào, tôi nghe đây. Ông ơi, giúp con với, xe tụi con bị hư rồi. Danny, có người cần ông cháu mình tới giúp rồi. Đi thôi. Đi giúp mọi người nào. Đi giúp mọi người nào. Nhìn kìa, Danny và chó ông tới rồi kìa ba. Bao thơ. Chó ông chính là một người sửa xe chuyên nghiệp. Xe bị hư có nặng không bác? Không, chỉ là xe của nhà con bị hết xăng thôi. Vậy giờ làm sao đây ông? Các con cứ yên tâm, ở nhà xe của ông có rất nhiều xăng. Để ông kéo xe các con về. Vậy là chó ông kéo xe của nhà Peppa về nhà xe của ông ấy để đổ xăng. Bây giờ chó ông đang đổ đầy xăng cho xe của nhà Peppa. Tụi con cảm ơn bác nhiều lắm. Một lát sau, xe của mẹ con cừu Suzy cũng tới đây. Xin chào bé ba. Chào cậu Suzy. Xe của tụi mình đột nhiên hết xăng nên chó ông để tới giúp tụi mình đó. Wow, thật là ly kỳ quá đi. Gặp lại cậu sau nha. Gặp lại cậu sau nha. Ôi không, xe của mình bị xẹp bánh rồi con gái ơi. Mẹ ơi, hay là mình gọi ông của Danny đến giúp đi. Ờ, để mẹ gọi liền. Alo, tôi nghe đây. Ông biết rồi, hai mẹ con không cần phải lo lắng, ông sẽ tới ngay. Đi giúp mọi người nào. Con đi theo được không ông? Được, Peppa lên xe đi. Đi giúp mọi người nào. Đi giúp mọi người nào. Chào cậu Suzy, tụi mình đến giúp cậu nè. Quang hô. Peppa đang chọn một món đồ chơi cho buổi bán đồ cũ. Peppa, con đã quyết định chưa? Con chỉ cần chọn một cái thôi mà. Phải, và nó sẽ giúp cho trường của con có một mái nhà mới tinh tươm. Dạ được, con sẽ đem bán đi. Ông khủng long này đó. Ông khủng long là món đồ chơi mà George thích nhất. Peppa, con không thể bán khủng long của em được đâu. Không được sao? Không được. Thôi được rồi, xin lỗi chó. Khủng long. Sao con không đem đi bán chú hề trong hộp của mình? Dạ được. Bây giờ tới lượt ba đó. Sao hả? Mọi người phải đem thứ gì đó đến buổi bán đồ cũ. Mẹ sẽ bán cái nón, còn George sẽ bán trái bóng này nha con trai yêu. Vậy con ba đem bán cái gì đây? Con biết rồi, là cái tivi này nè. Cái đó không được đâu. Dạ phải, mình vẫn còn xài mà. Con biết rồi, đôi dép bắp mùi của ba. Cũng không được, nó quá hôi. Con biết rồi, là chiếc ghế cũ của ba đó. Nhưng nó là đồ cổ mà. Đồ cổ nghĩa là gì vậy ba? Đồ cổ nghĩa là nó rất cũ và đáng giá. Nhưng chúng ta tìm được nó ở bãi rác mà anh. Nó không đáng giá đâu. Nó sẽ có giá trị ngay sau khi anh sửa nó. Anh đã nói như vậy từ rất lâu rồi đó anh à. Bà biết rồi, bà sẽ bán đồ dớ mà heo bà đã làm nè. Dạ được. Chào em, cô tới để lấy đồ cho buổi bán đồ cũ. Dạ đây thưa cô. Cảm ơn em. Cô giáo có muốn lấy cái ghế cũ này nữa không? Ồ, cảm ơn rất nhiều. Đây
là lần đầu tiên chót đi tới hồ bơi. Con hãy thử đặt một chân của mình xuống nước nha. Hay là con dùng chân kia đi chót? Có lẽ chót nên thử dùng cả hai chân cùng một lúc. Ý hay đó. Giỏi lắm chót, nhưng con không cần tạt nước nhiều như vậy đâu. Bạn thỏ Rebecca đi đến cùng em bạn ấy thỏ Richard. Chào cậu Rebecca. Xin chào mọi người. Richard à, bám vào tấm phao này, như vậy thì con có thể tập đạp chân được. George, con có muốn thử đạp chân luôn hay không? Làm rất tốt, nhưng đừng làm văng nước nữa. Người lớn không làm văng nước. Tụi chị bơi rất là giỏi đó nha. Khi Richard và George lớn lên, các em ấy sẽ bơi được như tụi mình, đúng không Rebecca? Phải. Richard có bình tưới nước đồ chơi. Dừng lại đi Richard. Ôi trời, Richard đã lỡ làm rơi bình tưới nước vào hồ bơi rồi. Xin lỗi Richard, mẹ không giới tới được. Nó chìm sâu quá đi con à. Mẹ ơi, mẹ không bơi xuống dưới nước được. Con cũng vậy, con cũng không bơi xuống nước sâu được. Em cầm mắt kính của anh đi heo mẹ ha. Dạ con cảm ơn ông. Con gì đây? À, ông ơi con gì mà thấy ghê vậy ông? Quái vật. Con này không phải là quái vật đâu mấy đứa. Nó chỉ là con ốc sên nhỏ thôi mà. Ủa, con ốc sên đi đâu mất rồi ông? Nó trốn vào trong giỏ của mình rồi. Cái giỏ này là nhà của ốc sên hả ông? Đúng rồi, cái giỏ này là nhà của ốc sên. Tụi con nhìn kìa, nó lại chui ra khỏi giỏ nữa rồi. Xin chào ông ốc sên. Ông ơi, trong nhà của ông ốc sên có giường ngủ không ông? Không có, không có đâu Peppa. Nếu con là một con ốc sên, con sẽ đặt một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và cái tủ lạnh và thêm một cái tivi nữa. Ông ơi, ốc sên ăn gì để sống vậy ông? À, nó chủ yếu ăn rau như rau diếp của ông đi nè. Kìa, đừng có ăn nữa. Còn ốc sên nhỏ xấu tính. Ông ơi, con và chót muốn được đóng giả làm ốc sên. Hai cái rổ này giả làm con ốc sên được nè. Chà, giờ thì nhìn hai đứa giống ốc sên rồi đó. Giờ tụi con sẽ ăn hết vườn rau diếp của ông luôn đó ông. Ô nè, mấy con ốc sên nhỏ này đừng có động vô rau diếp của ông nha. Còn nếu như ông vẫn tiếp tục la tụi con thì tụi con sẽ chui vào ngôi nhà của mình. Tất cả bạn của Peppa đều đang đi tới. Con xin chào ông. Chào con Suzy. Tụi con tới để chơi với Peppa và George đúng không nào? Dạ đúng rồi ông. Nhưng mà ông không biết tụi nó ở đâu hết đó. Bây giờ ở đây chỉ có ông với hai con ốc sên nhỏ này mình thôi. Mình là ốc sên nè. Mình là ốc sên nè. Ốc sên chưa? Văn phòng của bà nằm ở tầng trên cùng. Chúng ta sẽ di chuyển lên đó bằng thang máy. Con bấm nút này được không ba? Bà nghĩ giờ tới lượt chót bấm rồi. Bấm nút trên cùng đó chót à. Thang máy đang đưa Peppa với chót và heo ba lên tầng trên cùng. Đây là tầng trên cùng. Cửa đang mở. Đây là văn phòng của heo ba. Xin chào mọi người. Xin chào heo ba. Xin chào anh. Chú thỏ và cô mèo làm việc cùng với heo ba. Tôi đã dẫn theo hai vị khách đặc biệt đến tham quan văn phòng của chúng ta hôm nay. Đây là Peppa và đây là George. Thật vui khi các con đến chúng đây. Chúng ta bắt đầu tham quan nào. Anh thỏ à,
bắt đầu từ chỗ anh có được không? À, tất nhiên là được rồi. Công việc của chú chủ yếu là về các con số. Bây giờ chú sẽ lấy những tờ giấy rất quan trọng này, sau đó dùng một con dấu cao su rồi đóng dấu lên những tờ giấy này. Wow! Công việc của chú Thỏ thật là tuyệt. Con có thể đóng dấu được không chú? Tất nhiên rồi, chú sẽ lấy cho con một ít giấy. Có giấy ở đây luôn này chú. Ồ, chú nghĩ là con nên dùng một tờ giấy trắng của con đây. Peppa rất thích đóng dấu bằng con dấu cao su. Con rất thích công việc của chú Thỏ đó. Đi tham quan tiếp thôi nào. Tiếp theo sẽ là bà của cô mèo. Mèo. Cô chào Peppa và George. Con chào cô. Thật ra thì công việc của cô là vẽ hình lên máy vi tính đó. Sau đó cô in những cái hình này ra ngoài. Wow. Và thêm một bản sao nữa. Cảm ơn cô. Công việc của cô mèo thật là thú vị. Cái gì vậy ạ? Nó là cái máy dò tìm kim loại. Nó sẽ tìm kho báu cho chúng ta. Heo ông đang dùng máy dò kim loại để tìm kho báu bị chôn giấu dưới đất. Máy dò kim loại đã tìm ra gì đó. Đào nó lên đi các con. Dạ, là một đồng xu. Một báu vật. Wow! Chúng ta cùng đi tìm thêm nữa nè. Lại tìm được gì rồi nè. Nó có vẻ rất là lớn. Ôi trời ơi, để ông coi, món báu vật này thật là nặng tay đó. Ôi trời, đó không phải báu vật bị chôn, đó chỉ là chiếc xe mua hàng cũ. Tìm kho báu như vậy là đủ rồi. Có ai muốn làm một lâu đài cát thiệt lớn không nè? Đúng là ý kiến rất hay đó heo bà. Giờ tôi sẽ kiểm tra chiếc thuyền. Heo bà và các bạn nhỏ sẽ cùng nhau làm một lâu đài bằng cát thật lớn. Và heo ông sẽ làm những việc quan trọng còn lại trên thuyền. Thật là tuyệt quá. Có lẽ mình sẽ nhắm mắt lại để ngủ một chút. Heo bà và các bạn nhỏ đang làm một lâu đài cát thật lớn. Họ cần rất nhiều và rất nhiều cát. Họ dùng những cái xô để làm tháp canh. Tòa lâu đài thật là đẹp. Tới lúc về rồi. Ủa, chiếc thuyền của chúng ta đâu mất rồi? Bà ơi, nhìn kìa. Ôi không, heo ông đã ngủ mất rồi. Và chiếc thuyền thì đang trôi đi mất. Chúng ta phải gọi heo ông dậy nhanh lên. George không hề muốn đội nón đi mưa của mình. Peppa, đó. Bóp vào cà đi, mưa lớn quá, vào nhà chơi đi các con à. George à, nón của con đâu? George đã bị cảm lạnh. Ôi, tội nghiệp sót quá. Con bị bệnh rồi kìa. Không cần lo, anh sẽ gọi cho bác sĩ gấu nâu. Bác sĩ gấu nâu nghe đây. Tôi hiểu rồi. Đưa George về giường đi, tôi sẽ tới đó ngay. Dạ, cảm ơn bác sĩ gấu nâu. Tạm biệt. George có phải tới bệnh viện để khám bệnh không ba? Dạ, còn phải uống thuốc nữa. Không, George chỉ cần trở về giường thôi. Vậy là chót không phải bị bệnh nặng rồi. Cái này gớm thiệt đó nha chót. Tội nghiệp chót. Để mẹ đưa con về giường nha. Chót, con phải nằm trên giường nghỉ ngơi một chút. Dạ không. Chót không muốn phải bị nằm trên giường. Chót, con phải nằm trên giường cho tôi khi khỏe hơn. Sao vậy ba? Bởi vì con cần phải giữ ấm. Bởi vì bác sĩ gấu nâu nói như bà như vậy. Xin chào, bệnh nhân của tôi đâu? Mở miệng ra nào và nói à. Chó thấy hơi sợ một chút. Peppa, con đã lớn và dũng cảm. Con chỉ chót cách nói đi.
được. Chót đã bị cảm lạnh. Chót có phải uống thuốc không bác sĩ? Không, nhưng em ấy phải cần uống sữa ấm trước khi ngủ để giúp chót ngủ ngon hơn. Khinh khí cầu bay lên thật cao trên bầu trời. Bầu trời đã mất tiêu rồi. Con đừng lo Peppa, chúng ta chỉ bay qua mây thôi. Wow, bầu trời lại trở lại rồi. Khinh khí cầu thật là to, mặt trời mặt trăng vui nhé. Tít trên trời cao vời vời, nào cũng bay và bay lên thật cao. Nhìn đi cậu bông, chúng ta đang ở rất rất cao. Peppa, cẩn thận đừng để rơi đó. Cậu bông, con làm rơi gấu bông rồi. Con đừng lo Peppa, chúng ta sẽ cứu gấu bông. Mọi người hãy bám chặt vô, chúng ta sẽ đi xuống. Cô thỏ đang làm khinh khí cầu đi xuống. Mọi người có thể cứu gấu bông. Bà không thấy gấu bông ở đâu hết. Gấu bông kìa ba, gấu bông đang ở trên cành cây. Bà có thể dùng cái neo này để cứu gấu bông cho con. Từ từ, từ từ. Được rồi, theo ba đã cứu được gấu bông lên. Gấu bông hoan hô. Wow. Ôi trời, không ai nhìn về hướng đang đi hết. Có chừng, có một cái cây trước mặt, bám chặt vô. Hết, gấu bông bị kẹt trên cây. Giờ lại tới chúng ta bị kẹt trên cây. Theo ba, chúng ta đang ở đâu vậy? Mình lạc rồi, có đúng không anh? Phải. Mọi người nhìn kia, kia là nhà của ông và bà đó. Phải, chắc chúng ta ở trong giường của bà và ông đó. Anh cũng nghĩ vậy đó. Chào mọi người, heo bà ơi, heo ông ơi. Ôi trời đất ơi, cô làm gì trên đó vậy cô thỏ? Giúp chúng tôi, làm ơn. Ông ơi, tụi con bị kẹt trên cây không xuống được. Không cần lo, ông có một cái thang đây. Đây là quà của con nè, Sót. Chị biết thế nào cũng là một con khủng long nào đó mà. Bấm cái nút ở bụng nó đi con. Ôi, nhìn nó đáng sợ quá. Chót, chị đã làm thiệp sinh nhật này cho em nè. Em có biết chị đã vẽ gì không? Chót không đoán được đó là gì cả. Chị định vẽ cho em một bông hoa. Chót không thích hoa chút nào. Nhưng mà cuối cùng chị đã quyết định vẽ cho em một hồng lam. Con vẽ bức tranh này đẹp lắm đó Peppa. Dạ phải, con vẽ tranh rất giỏi mà ba. Bây giờ nhà mình sẽ tới một nơi rất đặc biệt để chúc mừng sinh nhật của Sót nào. Đi thôi. Mà chúng ta đi đâu vậy mà? Con sẽ biết ngay thôi. Cả gia đình Peppa cùng nhau đi đến nơi tổ chức sinh nhật cho Sót. Sẽ đi tới rạp xiếc hả ba? Không, nhưng chúng ta cũng sẽ đến một nơi rất thú vị. Có phải là rạp chiếu phim không ba? Không, chỗ này còn vui hơn nhiều. Vậy con không đoán được rồi. Các bạn đoán xem họ sẽ đi đâu? Chúng ta tới rồi. Cả gia đình Peppa cùng nhau đi tới viện bảo tàng. Mình tới bảo tàng để làm gì vậy ba? Đi thôi nào, con sẽ biết ngay thôi. Rốt cuộc thì heo ba muốn cho chó xem gì đây? Chó à? Nói bà nghe, con cảm thấy thích thứ gì nhất hả? Dạ là hổng lăng. Hổng lăng. Món quà đặc biệt dành cho sinh nhật của George là chuyến đi tới phòng khủng long ở viện bảo tàng. Sao lúc nào cũng là con khủng long hết vậy nè? Bây giờ hai đứa có muốn vô nhà ăn bánh trái cây cùng với mẹ không? Heo mẹ đang cắt hai miếng bánh trái cây ra cho Suzy và Peppa. Mẹ ơi, con và Suzy có một người bạn tưởng tượng nữa. Cậu ấy tên là sư tử Leo. À, mẹ biết rồi. Vậy bạn Leo của con có thích bánh trái cây không? Dạ, bạn Leo cũng thích bánh lắm. Cậu đừng có nói dối như vậy chứ Peppa. Leo có thích như vậy đâu. Cậu mới thích bánh trái cây đó. Loại bánh mà Leo thích là bánh sô-cô-la kìa. Bây giờ nhà cô không có cái bánh sô-cô-la nào. Leo ăn đỡ bánh trái cây nha. Cậu ấy nói là
là cậu ấy sẽ thử một miếng nhỏ thôi. Theo mẹ cắt thêm một miếng bánh khác rồi đưa cho bạn tưởng tượng của Suzy. Lúc này chốt đang chơi cùng với chú khủng long của mình. Khủng long. Chốt, em ngồi lên người bạn tưởng tượng của chị rồi. Chốt không biết là Suzy có một người bạn tưởng tượng. Sư tử Leon nói là miếng bánh này to quá nên một mình cậu ấy không thể ăn hết được. Vậy nên em có thể ăn nó đó chốt à. Bây giờ tụi mình lên lầu chơi được không bếp? Được chứ, tụi mình chơi trò hóa trang đi. Nhưng mình đang hỏi Leon mà Peppa. Oh. Leon nói là cậu ấy cũng thích chơi trò hóa trang. Vui quá, vậy thì tụi mình đi lên lầu thôi. Peppa và Suzy cùng nhau chơi trò hóa trang. Peppa sẽ đóng vai một nàng tiên xinh đẹp. Bây giờ ta sẽ cho con một điều ước. Điều ước của tôi là được trở thành nữ hoàng Suzy. Vậy thì sư tử Leo sẽ làm chú hề nha. Cậu ấy không muốn làm chú hề một chút nào đâu. Cậu ấy chỉ muốn được làm vua thôi. Heo ba đang đi vào phòng của Peppa. Mẹ nói với ba, hôm nay nhà chúng ta có một vị khách rất đặc biệt đúng không? Chỉ là bạn cũ Suzy thôi mà ba. Còn có chắc là không còn ai khác ở trong phòng nữa không phép? Thôi được rồi, hai đứa cứ lấy đi. Giờ chúng ta vẽ tranh được rồi. Em ngốc quá à chết. Người lớn vẽ tranh không bao giờ nhúng tay vô màu vẽ đâu em. Chú Hồ sẽ rất thích vẽ tranh bằng hai tay của mình. Bé Ba cũng bắt chước chó vẽ tranh bằng hai tay. Hai đứa vẽ đẹp lắm. Cho anh xin một củ khoai tây được không em? Nhưng em còn chưa nấu chúng nữa mà heo ba. Bộ ba thấy đói bụng hả ba? Không phải là ba định ăn nó đâu hai đứa. Xem ba làm nè. Thế thì heo ba đang định làm gì vậy mọi người? Wow. Các con biết ba đang vẽ gì hay không? Dạ là một bông hoa. Ba vẽ thật là đẹp. Khi ba còn nhỏ, ba cũng rất thích vẽ tranh như hai đứa. Ba cất đồ vẽ tranh hồi nhỏ của ba ở đâu rồi ta? Ba ơi, sao ba đội cái nón gì mà mắc cười quá vậy? Đây là cái mũ nồi hồi nhỏ của ba. Cái mũ này nó giúp ba có tâm trạng tốt hơn để vẽ tranh. Bây giờ chúng ta nên vẽ gì đây? Con chọn cảnh đẹp lắm cho. Vậy thì ba sẽ vẽ cái cây anh đào này. Cái gì vậy ba? Đây là cái giá vẽ đó Peppa. Công dụng của nó là giữ cố định tấm giấy nền. Giấy nền là gì vậy ba? Nó cũng giống như giấy vẽ tranh. Nhưng loại giấy này được dùng cho những bức tranh đặc biệt. Đó có phải kem đánh răng không ba? Không phải kem đánh răng đâu. Đây là loại màu đặc biệt. Loại màu chuyên dành cho họa sĩ trưởng thành. Xong rồi, giờ thì chúng ta nên bắt đầu với màu nào? Dạ màu đỏ. Tại sao con lại chọn màu đỏ? Dạ màu đỏ là màu yêu thích của con. Wow. Thì ra là một cái xe lửa đồ chơi. Nó không phải là đồ chơi đâu. Nó được gọi là Gertrude. Đây là một đầu máy xe lửa thu nhỏ. Nhưng nó vẫn có thể chạy mà không cần có đường ray sao heo ông? Ồ không đâu, tôi đã thử gắn bánh xe ô tô cho Gertrude. Vì vậy nó có thể di chuyển bất cứ đâu cũng được. Ông ơi, cho tụi con ngồi chung với ông được không? Tất nhiên là được rồi. Đến giờ xuất phát rồi. Tạm biệt ba. Gặp lại con sau. Cả Peppa và George lúc nào cũng đều thích chiếc xe lửa nhỏ của ông. Đoàn tàu này kêu chu 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 chu. Đoàn tàu này kêu chu 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 suốt ngày luôn. Và một bạn nhỏ kêu út 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 út. Và một bạn nhỏ kêu út 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 suốt ngày luôn. Chú ông và chú Danny cũng đang đi tới. Chào bé ba. Chào cậu Danny. Ông đang chơi xe lửa với tụi nhỏ hả heo ông? Ông nói đồ chơi sao? Gertrude không phải là đồ chơi. Chiếc xe lorry nhỏ bé của ông hoạt động rồi sao? Ông nói lorry nhỏ bé sao? Hey, chiếc xe kéo này của tôi là một chiếc xe chuyên dùng để làm việc chuyên nghiệp. Ông ơi, con lên xe lửa chơi với mấy bạn được không ông?
Cái đó thì do con chọn thôi Danny. Nếu như bây giờ con thích chơi xe lửa thì... Dạ con cảm ơn ông. Vậy thì con phải lái xe nha. Cô Thỏ đang lái xe buýt chở học sinh của trường. Khi nhìn sang bên trái, tất cả chúng ta có thể thấy những dãy đồi núi và cây cối. Xin chào mọi người. Tất cả bạn của Peppa đều có mặt ở đây. Thôi, tụi con lên xe lửa của ông nha. Peppa và gia đình của cậu ấy đã tới nhà của chị họ Chloe. Dạ. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Chào hai em nha, Peppa và George. Đây là Chloe, chị họ của Peppa và George. Còn em họ mới đâu rồi chị? Em họ nhỏ của các con ở đây nè. Em họ mới của Peppa và George là một chú heo nhỏ, bé bỏng đáng yêu. Trời ơi, thằng bé dễ thương quá đi mất. Em ấy có phải là em gái không chị? Không phải vậy đâu, em ấy là con trai. Ước gì em ấy là em gái. Chị cũng thích vậy. Nhưng George thì ngược lại, em ấy thích em bé là con trai hơn. George ơi, mẹ nghĩ là em bé còn nhỏ quá để chơi khủng long với con. George, em bé không thích chơi khủng long với em đâu. Em ấy muốn chơi bóng với chị. Peppa à, mẹ nghĩ em bé cũng còn nhỏ quá để chơi bóng với con đó. Nếu em ấy không thể chơi được khủng long, cũng không chơi được bóng, vậy em ấy chơi được gì? Em ấy chỉ việc ăn và ngủ thôi. Và còn làm được vậy nữa. Cô ơi con, cho con ẵm em bé một chút được không? Được thôi, nhưng con nhớ phải thật cẩn thận. Như vậy thì con có thể ôm Alexander. Alexander. À, là tên em bé đó con. Em bé tên Alexander. Đó là một cái tên thật vĩ đại dành cho chú heo nhỏ bé bỏng. Em ấy thật là dễ thương, cho dù là con trai hay con gái. Có mùi gì ghê vậy? Chắc là cô phải đưa Alexander đi thay tả rồi. Cái này ghê quá đi. Peppa, khi con còn nhỏ, con cũng mặc tả như em ấy vậy. Con không có mặc. Mẹ ơi, giờ con ra sau vườn chơi với Peppa và rớt có được không? Mẹ đồng ý. Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác thích đạp xe như vậy. Nhưng lúc đạp xe lên dốc thì thật là chẳng thích chút nào hết. Con dốc này khá là cao để vượt qua. Con không thích đi lên dốc chút nào hết. Tuy hơi mệt nhưng bù lại phong cảnh rất là đẹp. Ôi trời ơi, sao tự nhiên nặng quá vậy? Kìa heo bé, em đã phụ anh đi chứ? Xin lỗi anh, em quên mất. Do em mãi ngắm phong cảnh. Peppa và gia đình của cậu ấy cuối cùng cũng đã lên tới đỉnh đồi. Tất cả bạn của Peppa đều đang có mặt ở đây. Chào cậu nha, Peppa. Chào các cậu. Tụi mình đang định chạy đua bằng xe đạp đây nè. Nè Peppa, cậu có muốn tham gia với tụi mình không? Nghe được đó. Tụi mình cùng nhau đua xuống cái đồi kia nha. Cũng được đó. Các con sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Khi nào các con nghe tiếng kèn thì hãy chạy nha. Giống như vậy nè. Pedro chưa gì hết đã bắt đầu chạy. Dừng lại đi Pedro, cuộc đua vẫn còn chưa bắt đầu mà con. Dạ con xin lỗi chú. Chú chỉ muốn làm thử ví dụ cho các con biết là tiếng kèn nghe giống như vậy thôi. Xin lỗi con nhà Pedro, lần này là lỗi của chú. Nhưng lần sau khi nghe chú bóp kèn, các con có thể chạy được rồi. Chú ấy nói bắt đầu rồi hả? Hình như là vậy á. Đi đi con Peppa. Nhưng ba ơi, ba vẫn chưa bóp kèn nữa mà. Bạn chú Danny đang là người dẫn đầu cuộc đua. Cảm ơn chú. Mình rất giỏi trong công việc đi xuống đồi đó. Tụi mình vào được không? Không, đây là chỗ của con trai, chỉ dành cho con trai thôi à. Nhưng mà mình cũng thích lâu đài. Lâu đài đâu có tốt bằng nhà trên cây của mình đâu. Đi nào các cậu. Mình là vua của tòa lâu đài. Mỗi tòa lâu đài đều cần có cờ đó các con. Wow. Họ cần có cờ luôn kìa. Nhà tụi mình không cần cờ đâu Suzy. Còn đây là heo bà. Chào các cô gái, các cô có cần gì hay không? Dạ một cây cờ. Và nó phải đẹp hơn cờ của các bạn trai. Để bà xem thử thế nào. Mình là một ông vua của tòa lâu đài. Mỗi tòa lâu đài đều cần có một cây điện thoại.
Con cầm lấy cái này, kéo căng sợi dây một chút đi, con sẽ có thể nói chuyện với các bạn trai. Tụi mình không muốn nói chuyện với con trai. Tụi mình không muốn nói chuyện với con gái. Heo bà đã tìm được một lá cờ cho chỗ của nhóm con gái. Bà thấy cái váy này làm cờ cũng đẹp nè. Con cảm ơn bà nhiều lắm. Nhưng mà nó không đẹp bằng lá cờ của đám con trai. Mình ước tụi mình được ở trong lâu đài. Những nàng công chúa đều sống ở trong lâu đài. Nếu mà là một nàng công chúa, mình sẽ ở trong ngôi nhà trên cây. Tụi mình qua đó chơi được không? Đi mà. Mình sẽ đồng ý nếu các cậu nói lâu đài của tụi mình là tuyệt nhất. Nó đúng là tuyệt nhất. Mình sẽ ở lại ngôi nhà trên cây của mình. Mình rất thích lâu đài. Ôi, không xong rồi. Trời đang đổ mưa và lâu đài thì không có mái che. Có thư kìa chớp. Peppa và George rất vui mừng mỗi khi có thư tới. Tổng cộng chúng ta có 2 lá thư. Lá thư này là của heo ba. Để bà xem ở bên trong viết gì. Ông heo thân mến, xin ông vui lòng thanh toán hóa đơn điện thoại. Hóa đơn có nghĩa là gì vậy ba? Nghe có vẻ nó rất là chán luôn. Đúng rồi con, hóa đơn đúng là chán thật. Mẹ ơi, bức thư này có phải là của mẹ không? Không đâu con, bức thư này là gửi cho Peppa và George. Wow, bức thư này gửi cho con và George hả mẹ? Mời cậu và George tới dự bữa tiệc sinh nhật của mình. Thân mến, ngựa vàng Joey. Ngựa vàng Joey đã gửi thiệp mời Peppa và George tới dự bữa tiệc sinh nhật của mình. Vui quá đi. Mẹ nghĩ các con cần viết thư hồi đáp cho Joey để thông báo là các con sẽ tới dự bữa tiệc. Mẹ giúp con viết thư hồi đáp cho Joey được không? Ừ, mẹ sẽ giúp con. Peppa và George đang cùng nhau viết thư hồi đáp cho Joey. Con muốn viết gì cho bạn Joey nè? Joey thân mến. Joey thần mến. Con không biết nói gì nữa mẹ ơi. Con thấy như vậy được không? Tụi mình chắc chắn sẽ tới dự buổi tiệc của cậu. Trân trọng cảm ơn Peppa và George. Các con thích bao thứ màu nào trong số các màu này? Dạ là cái màu đỏ. Gửi ngựa vàng Joey. Và bước cuối cùng là dán tem vào. Lá thư đã sẵn sàng được gửi. Đây là thùng đựng thư. Đây là Danny, Suzy, Pedro, Rebecca và Emily. Các bạn đang lần lượt bỏ thư vào thùng. Peppa cũng đem thư của mình đến để bỏ vào thùng. Giờ mình làm gì nữa ba? Xin chào mọi người. Chào cậu nha Peppa. Cậu có nhận được thư mời đến dự bữa tiệc sinh nhật của mình chưa? Rồi, nhà mình cũng đã viết thư hồi đáp cho cậu. Ôi, thích quá đi. Ôi trời ơi, hôm nay chúng ta có nhiều thư trong thùng quá. Và lá thư này là của mình nè. Nó rất đặc biệt đó nha. Heo ba đang lên dây cót cho cái đồng hồ cuốc cuông. Đã xong rồi. Heo ba cũng chỉnh kim đồng hồ cho đúng thời gian. Bây giờ là gần 9 giờ. Ba ơi, giờ tụi con xem chim cuốc cuông được chưa ba? Các con sẽ thấy chim cúp cu sớm thôi. Chim cúp cu như thế nào vậy ba? Để bà nhớ lại xem. Nó di chuyển đầu ra ngoài, sau đó lắc qua lắc lại. Rồi nó còn vỗ 2 cái cánh như vậy nữa. Và nó bắt đầu kêu. Cúp cu. Con đúng là một chú chim cúp cu ồn ào đó Sốt à. Nhìn kìa, nó sắp xuất hiện rồi. Wow. Tội nghiệp chót quá, em không xem được chim cúc cu rồi. Chú chim cúc cu rất là tuyệt vời luôn đó. Nó kêu cúc cu, nhưng em không xem được. Con đừng lo cho, lần sau con sẽ được thấy chim cúc cu thôi. Phải đợi thôi con à. Bởi vì đồng hồ chim cúc cu chỉ xuất hiện sau mỗi giờ. Chờ đợi như vậy là chán lắm. Đi theo chị đi chứ. Chị với em ra ngoài chơi đi. Nhưng George lại không muốn ra ngoài chơi với Peppa. Cậu ấy muốn ngồi chờ chim cúc cu xuất hiện. Đã gần tới 10 giờ rồi. George vẫn đang kiên trì đợi chim cúc cu xuất hiện suốt gần 1 giờ đồng hồ. George ơi, lại đi chơi cùng chị đi. Chú khủng long này muốn chơi cùng em nè. George. Khổng lồng.
Chót lại bỏ lỡ khoảnh khắc chim cú cu xuất hiện. Đừng khóc mà Chót. Hay là con ra ngoài sân chơi với chị Peppa. Đây là bạn cừu Suzy, bạn thỏ Rebecca, bạn chó Danny, bạn ngựa vàng Chui, bạn mèo Candy, bạn voi Emily và cuối cùng là bạn ngựa Pedro. Tất cả bạn của Peppa ai cũng đều trượt băng rất giỏi. Peppa cũng muốn trượt băng giỏi như các bạn. Chào các bạn. Chào Peppa. Đây là lần đầu tiên cậu đi trượt băng hả Peppa? Đúng rồi. Cậu có muốn mình chỉ cho cậu cách trượt không? Không, cảm ơn Suzy. Mình tin là mình có thể trượt băng giỏi. Vậy thì tụi mình đi trượt thôi. Trò chơi này khó quá đi. Mình không thèm chơi trượt băng nữa đâu. Không bao giờ. Con đừng nói vậy Peppa. Lần đầu chơi ai cũng bị ngã như con hết. Ba cũng từng bị ngã lên ngã xuống như vậy nữa mà. Nhìn ba đây, ba biểu diễn đây. Nhìn ba thật là mắc cười. Chót ơi, con muốn vào trượt băng với mẹ không? Dạ không. Chót chưa từng đi trượt băng bao giờ, bởi vì cậu ấy rất sợ ngã. Để anh trông chừng con cho. Em mau vào trong chỉ Peppa cách trượt băng đi. Trượt băng cũng không khó lắm đâu Peppa. Con chỉ cần dùng hai chân đạp và trượt. Đạp, đạp, trượt. Con hiểu chưa? Đạp, đạp, trượt. Đạp, đạp, trượt. Trò này dễ quá mẹ ơi. Bây giờ con có thể tự trượt được rồi. Đạp, đạp, trượt. Đạp, đạp, trượt. Con học nhanh lắm Peppa. Nhìn con nè, con sẽ biểu diễn cho mọi người xem. Peppa mới học nhưng trượt tốt thật. Thật không? Có lẽ do em là một giáo viên giỏi. Chậm lại chút đi Peppa. Không là con sẽ đụng trúng người khác đó. Không sao đâu mẹ ơi. Con trượt rất là giỏi mà mẹ. Oh, làm sao dừng lại đây? Ôi trời ơi, em quên dạy Peppa cách dừng lại mất rồi. Mình không biết cách dừng lại. Các bạn tránh ra đây. Mẹ con đã dạy con cách để trượt, nhưng ba là người dạy con cách để ngã. Dạ phải. Vì chứ việc ngã xuống là con giỏi lắm luôn. Chót, em thử tập trượt băng giống chị đi. Dạ không. Thử một lần đi chót. Vui lắm đó. Chị sẽ dạy em. Trước tiên em cần phải... Chót, quay lại đi em. Chị đang chỉ em cách trượt băng mà. Thật là bất ngờ. Chót không tập trung nhưng vẫn có thể trượt băng rất đẹp. Wow, các bạn nhìn xem chót kìa. Peppa và chót vẫn chưa tìm thấy được nhau. Peppa và chót có vẻ rất thích chơi đùa trong đám cỏ cao. Heo ba đang chuẩn bị ghế để đọc tờ báo. Hôm nay đúng là một ngày thật tốt để không làm gì. Hôm nay heo ba không thích làm bất cứ việc gì hết. Ôi trời đất ơi heo ba à, hình như lâu rồi anh không dọn dẹp khu vườn thì phải. Ý em là sao hả heo mẹ? Đám cỏ đó anh, em thấy chúng cần được tỉa gọn. Ồ, anh thấy để vậy cũng tốt mà. Trông nó như một khu rừng rậm vậy. Ba ơi mẹ ơi, ba mẹ ra đám cỏ chơi với con đi. Trong đó rất là vui. Cũng vui lắm. Chúng ta sẽ đem theo trái bóng này ra đó chơi. Ao, trái bóng nào mất tiêu rồi. Quả bóng bị biến mất trong đám cỏ cao rồi. Bây giờ chúng ta sẽ không thể nào tìm thấy. Đúng là tới lúc phải cắt cỏ cho gọn gàng. Đúng rồi đó anh à. Để anh vào trong nhà lấy máy cắt cỏ. Chắc anh để nó ở đâu đây thôi. Anh tìm thấy rồi. Cuối cùng heo ba cũng đã tìm thấy máy cắt cỏ. Nhìn nó cũ và rỉ sét quá anh à. Không sao đâu, nó vẫn còn cắt cỏ tốt lắm. Đúng là hơi bị sét một chút rồi. Hay để em gọi hỏi ba thử xem sao. Chúng ta có thể mượn máy cắt cỏ của ba. Thôi không cần gọi cho heo ông đâu em à. Anh chỉ cần đẩy mạnh thêm một chút là được thôi. Máy cắt cỏ của heo ba vẫn hoạt động không được tốt cho lắm. Em nói đúng. Hãy thử gọi cho heo ông đi. Alo, heo ông nghe đây. Xin hỏi ai vậy? Dạ con đây, con chào ba.
Ba có thể giúp tụi con cắt nắm cỏ mọc cao trong vườn được không? Ồ, tất nhiên là được rồi. Con chờ chút nha, ba qua ngay. Ba cúp máy. Tôi nghĩ đây chính là công việc dành cho Bessie của mình. Peppa và George đang ở phòng khám nha khoa cùng với ba mẹ và đang ngồi đợi tới lượt của mình. Hi, ngồi đợi thật là chán quá đi. Quyển tạp chí này thật là thú vị. Nó toàn viết những gì liên quan đến củ khoai tây. Peppa, George ơi, giờ trông đi, tới lượt của hai con rồi kìa. Đây là bác sĩ Voi, bác sĩ chuyên về nha khoa. Chào con Peppa, con có nhớ đánh răng thường xuyên không? Dạ có thưa bác sĩ. Vậy tốt rồi, giờ thì ai sẽ khám trước đây? Dạ con sẽ khám trước bởi vì con là chị. George, nhìn chị nè. Được rồi, con ngồi lên ghế đi. Ngồi cho chắc nha. Giờ thì con há miệng to ra. Há miệng to ra tí nữa đi. Rồi, vậy được rồi. Để chú kiểm tra răng nha. Bác sĩ Voi đang dùng một cái gương nhỏ để xem bên trong răng của Peppa. À ha, chú mong là con không ăn quá nhiều đồ ngọt đó Peppa. Rất khó để nói chuyện khi mà miệng của chúng ta đang há quá rộng. Được rồi, không cần há nữa đâu. Chú kiểm tra xong rồi, răng con rất là sạch. Răng của con bé giống tôi đó bác sĩ. Con dùng loại nước đặc biệt màu hồng được không bác sĩ? Được chứ, nhưng nhớ đừng có nuốt nha Peppa. Phải nhổ ra mới được. Chết, giờ tới lượt em đó. Dạ không. George không muốn kiểm tra răng của mình. Con có thể cầm theo ông khủng long này trong lúc bác sĩ khám răng cho con đó. Khủng long. Tôi rất vui khi được gặp ông đó, ông khủng long mà. Đây không phải là con khủng long thật đâu bác sĩ. Nó chỉ là một con khủng long nhồi bông. Rồi ngồi cho vững nha. Con đang làm rất tốt đó George à. Giờ thì há miệng ra cho chú xem. Cô Thỏ sẽ là người lái xe buýt của trường. Tới giờ khởi hành rồi. Trật tự nào, chú ý nghe cô nói. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một chuyến đi cắm trại trên núi. Tất cả các con có đem theo hộp cơm trưa của mình không? Dạ có, cô Linh Dương. Cô Linh Dương ơi, tụi con ăn cơm trưa luôn được không cô? Không đâu Peppa, để dành đó đi con. Khi nào mình lên tới núi mình sẽ ăn trưa. Peppa, bên trong hộp cơm của cậu có món gì vậy? Có một trái táo đỏ. Mình thì có một trái táo xanh nè. Hay là tụi mình đổi táo đi. Ừ, được đó. Peppa, Suzy, hai con đang lén lút làm gì? Mẹ Suzy kêu con mở hộp cơm của mình ra đó cô. Nhưng Peppa cũng kêu con đổi trái táo của tụi con đó. Ồ, thôi không sao, nhưng hai con phải nhớ để dành thức ăn cho buổi dã ngoại nha. Dạ con biết rồi sư cô Linh Dương. Xe buýt đã di chuyển tới chân ngọn núi. Con đường lên núi có dốc khá là cao. Cố lên nào xe buýt có thể lên được mà. Cố lên nào. Cuối cùng Peppa và các bạn của cậu ấy đã tới đỉnh của ngọn núi. Các con nhìn xem phong cảnh kìa. Wow. Ai bắt chước con nói kìa cô? Không có ai đâu, đó là tiếng giang đó con. Tiếng giang là gì vậy cô? À, tiếng giang là âm thanh mà con nghe được khi con nói to ở trên núi, nó sẽ vọng trở lại. Yo le le, yo le le. Trời đã sáng rồi. Hôm nay Peppa và George sẽ được ba mẹ chở tới nhà thỏ Rebecca chơi. Heo mẹ, em lái xe đi, để anh đọc bản đồ chỉ đường cho. Anh có chắc không đó heo ba? Em thấy lần nào anh đọc bản đồ chúng ta cũng bị lạc hết á. Nhưng lần này sẽ không lạc nữa đâu. Em tin anh lần này. Mọi người thắt dây an toàn chưa? Sẵn sàng rồi, heo mẹ. Chúng ta xuất phát thôi. Peppa và George đang cảm thấy rất háo hức khi đến nhà Rebecca. Bởi vì các bạn chưa đến nhà Rebecca lần nào. Peppa ơi, chúng ta sắp tới nhà Rebecca chưa? Ở trong bản đồ chỉ là nhà của thỏ Rebecca ở ngọn đồi tiếp theo. Bà thấy khó hiểu quá.
Đáng lẽ đã phải tới nhà của thỏ Rebecca rồi. Chắc chúng ta lại lạc nữa rồi. Đây chỉ là một vườn cà rốt thôi mà. Vậy thì nhà của thỏ Rebecca có thể ở đâu được chứ? Xin chào mọi người. Chào các bạn. Cậu có muốn vào phòng ngủ mình chơi không? Phòng ngủ của cậu sao? Nhưng nhà của bạn ở đâu? Peppa vẫn không thấy nhà của Rebecca ở đâu hết. Ngọn đồi này là nhà của mình á. Nó còn được gọi là cái hang. Cậu vào nhà của mình đi. Các con chơi vui vẻ nha. Tạm biệt ba. Vào trong đi. Nhà của mình không có cầu thang, nhưng nhà mình có đường hầm. Nhà của Rebecca có kiến trúc rất khác lạ so với nhà của Peppa. Trong đây là phòng ngủ của mình nè. Cậu cũng có giường, có cửa sổ và có hộp đồ chơi giống như tụi mình vậy. Tất nhiên rồi. Mình thích nhà của cậu lắm. Ước gì mình cũng có nhà như cậu. Phải rồi. Hay là bây giờ mình dạy hai cậu cách để làm thỏ nha. Được thôi. Đầu tiên các cậu phải co mũi lên như mình nè. Làm như vậy nè. Squeak squeak. Squeak squeak. Hai cậu làm giống lắm. Đây là thỏ Peppa và thỏ Trot. Peppa, đi nãy giờ con thấy xung quanh có gì thú vị không? Chỉ là cây và cây và rất nhiều cái cây nhàm chán khác. Peppa, vậy là con nhìn không kỹ rồi đó. Dạ, con biết rồi. Con sẽ cố gắng nhìn thật kỹ và con sẽ nhìn thật kỹ đó mẹ. Có dấu chân kìa. Bỗng nhiên Peppa nhìn thấy những dấu chân kỳ lạ. Ai đã tạo ra dấu chân này vậy mẹ? Thôi chó, em lúc nào cũng nói khủng long. Hai chúng ta thử đi theo những dấu chân này xem là của ai nha. Dạ phải. Các con đừng nói lớn tiếng nha. Nếu không ai đó sẽ sợ rồi chạy mất tiêu luôn. Dạ được thưa mẹ. Chót. Peppa cùng chót và heo mẹ đang lần theo những dấu chân. Nhìn kìa. Thì ra những dấu chân kỳ lạ đó là của một chú chim. Và nó đang bay lên cành cây. Ở đâu vậy ba? Đây nè Peppa, con thử nhìn nó bằng ống nhòm đi. Ống nhòm giúp ta nhìn mọi thứ xa và rõ hơn. Con có thấy một con chim, hai con chim, ba con chim non. Không biết nó ăn cái gì để sống nữa. Nó ăn sâu kìa ba. Nhìn thấy ghê quá à ba. Chót đã tìm thấy thêm một vài dấu chân nữa. Những dấu chân bé tí teo này là của ai? Mấy dấu chân này là của bầy kiến đó con à. Bầy kiến đang thu thập lá đem về tổ để ăn. Con nghĩ là các bạn kiến ăn lá để sống đó mẹ. Đúng rồi. À, nhắc tới bữa trưa mẹ mới nhớ, chúng ta cũng ăn trưa đi. Ô, trời ơi, đồ giả ngoại. Sao vậy heo ba? Đừng nói là anh bỏ quên đồ giả ngoại trong xe rồi đó nha. Đúng như em nói. Nhưng mà không sao đâu em. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở về xe để ăn trưa. Nhưng xe của chúng ta ở hướng nào vậy anh? Để anh coi bản đồ là biết ngay thôi. Mình đi hướng này. Ôi trời ơi, cái cây này ở đâu ra vậy? Trên bản đồ đâu có cái cây này. Ôi heo ba, ý anh là chúng ta bị lạc rồi phải không? Bị lạc rồi. Ông ơi, bà đâu rồi? Chào các cháu của bà. Đó là giọng của heo bà. Nhưng không thấy bà ở đâu cả. Con chào bà. Bà ở trên này nè. Bà ơi, hai chào bà. Ông ơi, tại sao bà ở trên mái nhà? Ông với bà đang cùng nhau dọn dẹp cái gác xếp. Gác xếp là gì vậy ông? Gác xếp là nơi ông bà cất những món đồ cũ. Mấy món đồ nhiều tuổi như ông vậy? Không đâu con, những món đồ đó còn nhiều tuổi hơn ông nữa. Tụi con sẽ giúp ông. Hai con vô đi. Gác xếp của ông và bà ở tít trên đỉnh của một ngôi nhà. Đây là cửa để lên gác xếp nè hai đứa. Nhưng sao chúng ta lên được vậy ông? Ông vừa nghĩ ra một cách rất hay. Xin chào hai đứa cháu yêu của bà. Là bà kia. Hai đứa lên đây đi. Đây là gác xếp của ông bà nè. Wow, thật là thú vị. Đúng rồi con, cái gác xếp này chứa đầy những món đồ cũ. Peppa và George, hai đứa nó sẽ giúp chúng ta bỏ bớt đi vài món đồ. Tốt quá, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu từ việc bỏ cái hộp này đi. Ôi, cái hộp này không thể bỏ được. Nhưng chúng ta đâu có dùng tới nó nữa. Mấy chiếc thuyền này phải được đựng trong cái chai. Vậy cái này thì sao? Nó cũng là thuyền đựng trong chai khác của tôi. Vậy còn những cái này? Chúng cũng là thuyền được đựng trong cái chai khác của tôi. Cái nào cũng cần hết. Nhưng mà chúng ta phải bỏ đi cái gì đó chứ. Vậy thì bỏ cái hộp này được không? Không được đâu, nó đựng nón của tôi mà.
Ôi trời, vậy làm sao biết được chúng ta nên bỏ cái gì đây? Tôi có ý này, để cho Peppa và George quyết định giùm chúng ta. Dạ được. Con nghĩ là nên bỏ cái này. Ôi, cái này cái không bỏ được đâu con à. Cái vali này không phải là cái vali bình thường đâu. Nó là cái máy nghe nhạc đó. Heo ba đang dọn bữa trưa cùng với heo mẹ. Peppa, George, tới giờ ăn trưa rồi nè các con. Hôm nay nhà mình ăn mì ống. Sao nhìn mặt con buồn vậy Peppa? Hồi nãy Suzy với Peppa cãi nhau đó anh à. Giờ con thấy hơi nhớ bạn Suzy một chút. Vậy để mẹ gọi bạn Suzy cho con nha. Mẹ. Ai đó, tôi nghe đây. Peppa muốn nói chuyện với Suzy một chút. Chào cậu Suzy. Chào cậu nha Peppa. Mình nghĩ tụi mình lại có thể làm bạn thân nếu cậu xin lỗi mình. Mình xin lỗi vì đã nói cậu cho ăn gian. Mặc dù đúng là cậu đã cho ăn gian. Wow, thật là uổng công khi mình nghĩ cậu là bạn thân của mình. Không sao, như vậy cũng tốt. Con sẽ tìm cho mình một người bạn thân khác nhanh thôi. Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời. Ở sân chơi, tất cả các bạn nhỏ đang cùng nhau chơi các trò chơi. Chó Danny đang chơi trò bàn quay cùng với bạn thân của mình là ngựa Pedro. Còn chó thì đang chơi trò bập bên cùng với bạn thân của mình là thỏ Lisa. Cụ Suzy đang ngồi trên xích đu chỉ một mình. Peppa thì đang chơi golf mini nhưng cũng chỉ một mình. Bạn Joy Emily đang tiến lại chỗ của Peppa. Mình chơi chung với bạn được không? Được thôi. Emily, mình và Suzy không còn là bạn thân của nhau nữa. Nên cậu có thể làm bạn thân của mình. Nhưng mình có bạn thân rồi. Bạn thân của mình là mẹ Candy. Meow. Joey nè, nếu như cậu muốn, cậu có thể làm bạn thân của mình được không? Nhưng mình đã có bạn thân là thỏ Rebecca rồi Suzy. Heo mẹ đang dùng máy vi tính để mua tủ đựng đồ chơi trên mạng. Có quá chừng luôn, chọn cái nào bây giờ? Chọn cái này luôn được không mẹ? Nhìn đẹp đó con. Heo mẹ đã đặt mua cái tủ đựng đồ chơi này. Xin chúc mừng bạn, bạn đã đặt mua tủ đồ chơi này thành công. Thật là tiện lợi. Bây giờ là buổi sáng, chú đưa thương ngựa vàng đang tới nhà Peppa để giao một món hàng đặc biệt. Đây là bưu kiện đặc biệt được gửi tới cho bé Peppa và bé George nè. Cái gì trong đó vậy? Là một cái tủ đựng đồ chơi. Sao con thấy nó hơi dẹp? Đúng rồi Peppa, tại vì con phải tự lắp. Con đừng lo quá mà Peppa, không khó lắm đâu, ba mẹ con sẽ giúp con lắp cái tủ đựng đồ chơi này. Tạm biệt cả nhà nha. Anh đi cẩn thận. Tạm biệt chú. Giờ chúng ta làm gì trước hả mẹ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lắp cái tủ. Dạ phải. Ủa kỳ vậy, sao không có sách hướng dẫn gì hết? Chắc tại vì cái tủ này dễ lắp quá cho nên người ta không đính kèm sách hướng dẫn đó mà. Mẹ ơi, tụi con giúp được không? Được chứ. Trước tiên thì mẹ cần một cái kệ. Đây là một cái kệ này mẹ. Đúng rồi, cảm ơn Peppa. Tiếp theo thì mẹ cần 4 cái chân tủ. 1, 2, 3, 4. 4 chân tủ màu xanh dương này mẹ. Giỏi lắm hai đứa, chúng ta sẽ làm xong nhanh thôi. Còn cánh cửa đỏ này nữa nè heo mẹ. Cảm ơn anh nha heo ba. Rồi, xong rồi đó. Em ráp giỏi lắm heo mẹ ha. Nhưng mà nó nhỏ quá mẹ ơi, không bỏ vừa hết tất cả được đâu mẹ. Đúng là nó có hơi nhỏ thiệt đó. Chốt tìm được một cái kệ kia. Mẹ nghĩ chắc cái đó là kệ dự phòng. Chỗ này là chỗ cắm trại của chúng ta đó. Các con hãy cùng hít thở bầu không khí trong lành đi nào. Con làm rất giỏi. Giờ thì chúng ta hãy cùng nhau dựng lều lên nào. Thế ba và các bạn của cậu ấy đang dựng lều của mình lên. Các con ơi, bây giờ mỗi người trong số các con phải tìm cho mình một người bạn chung lều. Suzy, cậu ngủ chung với mình được không? Mẹ,
Không đâu, mình sẽ ở cùng lều với Zoe. Ồ, không được đâu Suzy. Mình sẽ ở cùng lều với thỏ Rebecca. Sao kỳ vậy Rebecca? Nãy cậu nói sẽ ở chung lều với mình mà. Ê, mình nhớ nè. Còn Emily thì sao? Cậu sẽ ở chung lều với ai hả? Mình sẽ ở cùng Zoe. Được thôi. Vậy thì tốt. Giờ cậu có thể ngủ chung với mình. Ờ, vậy cũng được luôn. Công việc tiếp theo là chúng ta cần kiếm củi để đốt lửa trại. Tụi con sẽ đi tìm củi. Nhưng con với Pedro cũng muốn tìm củi nữa đó cô. Ồ, tất cả các con ai cũng đều có thể đi tìm. Peppa và các bạn đang đi nhặt củi để đem về làm lửa trại. Các con làm rất tốt. Bây giờ ngoài trời đã tối, Peppa và các bạn của cậu ấy đang ngồi quanh lửa trại. Nào các con, chúng ta cùng hát một bài được không? Dạ. Yeah. Hay chúng ta hát bài Bing Bong đi cô. Ồ, hay chúng ta hát bài khác được không? Dạ cô, hát bài đó đi, hát bài Bing Bong đi. Vậy cũng được. Cùng ta khúc nhạc vui, hay hát bằng giai điệu nào? Này là Bing, xong rồi bong, và là Bing Bong, Bing Bong. Peppa, con rung chuông đi. Dạ thưa thuyền trưởng heo ba. Tự nhiên con thấy đói bụng. Bà cũng vậy nè. Ông có chuẩn bị giỏ đồ giả ngoại cho chúng ta ở trong khoang bếp đó. Khoang bếp là gì vậy ba? À, khoang bếp là một căn bếp nhỏ bên trong thuyền. Đi theo ba nào. Peppa và George đang đi theo ba mình vào trong chiếc thuyền. Đây đúng là căn bếp nhỏ tí hon mà. Giỏ đồ giả ngoại đâu rồi ba? Bà nghĩ chắc là nó ở trong ngăn tủ này. Đó không phải là giỏ đồ ăn. Vậy chắc chắn là nó ở đây. Đó không phải là giỏ đồ ăn luôn. Cái gì cũng có trong căn bếp này hết. Wow, đó là tivi. Theo bà vẫn không tìm thấy giỏ đồ giả ngoại để ở đâu. Con không biết tìm nó ở chỗ nào nữa. Nếu đây là căn bếp của con thì con sẽ bỏ ở đây. Ồ, con giỏi quá Peppa. Cuối cùng Peppa cũng đã tìm ra được giỏ đồ giả ngoại. Đồ ăn ngon quá. Đó là các bạn vịt. Chào các bạn vịt. Các bạn có muốn ăn bánh mì không? Peppa và George rất thích cho vịt ăn bánh mì. Cẩn thận kia heo ba, phía trước có bụi lâu. Không cần lo đâu heo mẹ ha, thuyền của heo ông sẽ vượt qua dễ dàng thôi. Chúng ta kẹt lại rồi hả anh? Không sao, anh lùi lại là được. Bị kẹt thiệt rồi đúng không? Bị kẹt rồi. Thật không may, thuyền của heo ông đã bị kẹt lại trong bụi lâu. Anh nghĩ để anh đẩy nó đi tới một chút. Anh cẩn thận đó nha heo ba. Không sao, anh có thể lo được. Khi anh nói đi thì mọi người hãy bật máy. Dạ con đã rõ thưa thuyền trưởng. Đi nào. Cuối cùng heo ba cũng đã đẩy được thuyền ra khỏi bụi lau. Heo mẹ thử bấm công tắc đèn nhưng bóng đèn không sáng lên. Mẹ nghĩ có lẽ là bị cúp điện rồi. Cúp điện là gì vậy mẹ? Cúp điện là khi đó chúng ta không còn điện để sử dụng nữa đó con à. Điện là cái gì vậy mẹ? Điện là thứ có thể làm cho mọi thứ trong nhà chúng ta hoạt động được. Vậy thì điện có thể trở lại được không ba? Có, nhưng mà trong lúc đó chúng ta cần tìm đèn pin. Em nghĩ là dưới tầng hầm chúng ta có đèn pin. Được rồi, cứ đợi ở đây anh sẽ đi lấy. Anh đi một mình được không đó heo ba? Tất nhiên được, anh có thể nhìn rất rõ trong bóng tối. Ai để cái này ở đây vậy? Chỉ là dưới này hơi tối một chút thôi. Mẹ mới vừa nhớ ra, mẹ nghĩ đèn pin của chúng ta đang ở trong nhà bếp. Đây rồi. Heo mẹ đã tìm được đèn pin. Con cầm đèn pin có được không mẹ? Tất nhiên là được. Chót, em nhìn chị làm cái này nè. Peppa đang làm mặt quỷ. Đừng sợ Jack à, chỉ là Peppa thôi mà. Chúng ta nên nói với ba là đã tìm được đèn pin rồi đi. Heo ba vẫn ở dưới tầng hầm, vất vả để tìm đèn pin. Chắc nó chỉ ở đâu đây thôi. Ba ơi, tụi con tìm được đèn pin rồi. May mắn là nó nằm ở trong nhà bếp nãy giờ luôn á ba. Đúng.
Đúng là chúng ta rất may mắn. Bây giờ cả nhà chúng ta chỉ cần đợi cho tới khi có điện trở lại thôi. Vậy chúng ta phải đợi bao lâu nữa mới có điện? Ba nghĩ chính xác là rất lâu rồi các con. Nhưng mà con về trước muốn được nghe nhạc và nhảy. Chó cô ném trái bóng lên cao nhất có thể và chụp nó lại. Con này dễ quá đi à. Peppa đã chụp hụt trái bóng. Trò này chán quá đi à. Đây là bạn thân của Peppa, cừu Suzy. Suzy có đem theo hai cây vợt. Chào cậu Peppa. Chào cậu Suzy. Tụi mình cùng chơi quần vợt đi. Phải, trò này nghe rất vui. Chụp nè Suzy. Suzy đón hụt trái bóng. Tới lượt Peppa đón hụt trái bóng. Peppa và Suzy rất thích thú với trò quần vợt, nhưng mà chót thì lại cảm thấy bị bỏ mặc. Xin lỗi chót, em không thể chơi quần vợt được vì tụi chị có hai cây vợt thôi. Mình biết rồi, chót có thể làm người đi nhặt bóng đó. Đúng rồi, chuyện đó rất quan trọng luôn đó nha. Như vậy chót sẽ làm người nhặt bóng. Mỗi lần bóng bị đánh đi xa thì cậu ấy phải đi nhặt lại. Đỡ nè Suzy. Ô, hụt mất rồi. Người nhặt bóng ơi. Cảm ơn người nhặt bóng nha. Người nhặt bóng ơi. Cảm ơn người nhặt bóng. Ôi trời, chó không thích làm người nhặt bóng nữa. Chó, sao con mặc bộ đồ phi hành gia làm gì vậy? Còn phải mặc đồ ngủ mới đúng. Chó thích mọi thứ liên quan tới không gian. Chó, em phải gỡ nó không gian ra thì mới uống được. Tới giờ ngủ rồi các con à. Vào buổi tối, George thích nghe nhạc từ món đồ chơi không gian của mình. Lại là nhạc không gian nữa hả? Nó thật là chán quá đi. Không gian không chán chút nào đâu, vì nó đầy những ngôi sao. Con đâu có nhìn thấy gì đâu. Trời tối thui à. Con sẽ dễ thấy những ngôi sao hơn nếu như con ở ngoài. Bây giờ con ra ngoài luôn được không ba? Peppa, con đang mặc đồ ngủ mà. Thôi được rồi, bây giờ nếu hai đứa đi lấy áo khoác mặc bên ngoài áo ngủ thì chúng ta có thể ra ngoài một lần này. Ba ơi, tại sao ba lại nằm trên cỏ vậy ba? Đây là cách tốt nhất để ngắm những vì sao. Hãy nhìn những ngôi sao nhỏ đó kìa con. Con tưởng tượng nối những chấm đó lại. Đó gọi là sao bắt đầu đó con. Phải, sở dĩ có tên đó là bởi vì hai ngôi sao dưới cuối hướng về phía bắc. Wow. Ở xa hay gần, tìm gặp bạn ở đâu bắt đầu. Một ngày đường chạy xe tới không. Không Peppa, những ngôi sao ở xa chúng ta lắm con à. Vậy là chúng còn xa hơn bãi biển nữa hả ba? Ồ, phải. Nhưng nếu mình nhìn qua kính viễn vọng thì sẽ thấy chúng gần hơn. Vậy nhà mình có kính viễn vọng không vậy ba? Không, nhưng mà nhà ông thì có một cái kính viễn vọng rất tốt đó con. Giờ chúng ta qua nhà ông bà liền được không mẹ? Giờ khuya lắm rồi con à. Có lẽ chúng ta có thể qua nhà ba một chút cũng được đó anh. Trong lúc ba con ở chỗ làm, mình sẽ chuẩn bị vài điều bất ngờ cho sinh nhật của ba con. Đầu tiên, chúng ta sẽ làm bánh sinh nhật cho ba nha. Chúng ta bắt đầu với bơ, rồi tới đường và bột mì. Sau đó, cho thêm quả trứng. Và thứ quan trọng nhất đây, một ít sô-cô-la. Heo mẹ đang làm một cái bánh sô-cô-la, bởi vì heo ba rất thích bánh sô-cô-la. Mẹ sẽ trộn đều lên. Mẹ ơi, tụi con giúp khuấy được không? Được chứ Peppa. Peppa thích trộn bột. Chó cũng muốn làm.
Được rồi chót, trộn như vậy đủ rồi con. Rồi, bánh sô-cô-la của heo ba đã xong. Bây giờ mình chỉ cần bỏ vô lò nướng thôi. Mẹ ơi, còn chút xíu này nè. Được, con có thể liếm muỗng và chót có thể liếm tô luôn. Dạ được. Peppa và chót rất thích hỗn hợp bánh sô-cô-la. Tội nghiệp heo ba, bỏ lỡ hết chuyện vui rồi. Mẹ ơi, con có thể gọi điện thoại cho ba chúc mừng sinh nhật được không? Ý tưởng này cũng hay lắm đó. Đây là văn phòng nơi heo ba đang làm việc. Alo, tôi chú Thỏ nghe đây. Dạ con là heo bếp ba, con nói chuyện với ba con được không? Điện thoại của anh đó heo ba, nghe có vẻ rất quan trọng. Alo, heo ba xin nghe đây. Chúc mừng sinh nhật ba vui vẻ nha. Chúc mừng sinh nhật ba. Cảm ơn con Peppa. Ba đừng về nhà trễ đó nha. Tạm biệt ba. Tạm biệt con. Chúc mừng sinh nhật anh nha heo ba. Cảm ơn. Mình chỉ còn một việc cần phải làm trước khi ba về nhà nữa thôi. Dạ phải, làm cho ba thật là bất ngờ. Chót, em hãy nhớ đó, đây là bí mật. Ngựa vàng ba đang ngồi xem truyền hình. Kênh này hay hơn. Ba đang xem kênh kia mà. Nhưng mà kênh của ba đang coi thì chán lắm ba. Ngựa vàng ba à, anh phải đi ngủ rồi đó. Sáng mai anh phải dậy sớm để còn đưa thư nữa. Vậy anh đi ngủ nha ngựa vàng mẹ. Đừng có thức khuya quá đó. Chúc mẹ ngủ ngon nha. Peppa và các bạn liền lấy túi ngủ của mình ra. Hai em gái sinh đôi của Joey, Juju và Zaza cũng muốn tham gia tiệc ngủ cùng các chị. Nghe nè hai đứa, tiệc ngủ chỉ dành cho các chị lớn thôi nha. Hai em ấy còn nhỏ mà. Hai em ấy ở lại được không? Thôi được, nhưng mà hai em phải hứa là thức cả đêm luôn đó. Dạ tụi em hứa. Wow, đàn dương cầm kia. Dạo này mình đang tập đàn đó. Các cậu nghe nè. Này vì sao đang lấp lánh xa. Mình có thể thử được không? Bên nữa. Này vì sao đang lấp lánh xa. Hãy đến đây đôi ta đêm nay. Shhh. Các con phải giữ im lặng chứ. Để cho ngựa vằn ba còn ngủ nữa. Nào, hãy mau vào túi ngủ nhìn lên đi. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Trong những buổi tiệc ngủ mà mình thường thấy thì lúc nào cũng luôn có bữa ăn nửa đêm hết đó. Bữa ăn nửa đêm là gì hả? Đó là bữa ăn mà chúng ta sẽ ăn lén. Mình biết đồ ăn để ở đâu nè, nhưng mà chúng ta phải đi thật nhẹ nhàng mới được. Suzy. Peppa, im lặng. Peppa và George đã tìm được một vũng bùn lớn. Thật ra Peppa và George thích nhảy lên nhảy xuống trên vũng bùn. Chị trước. Trời đã lạnh tới mức vũng bùn cũng đã đóng thành băng và nó rất trơn trượt. Cái này không có vui gì đâu. Heo mẹ và heo ba ra tới nơi. Ô, hay quá, có một vũng bùn nè. Heo ba cũng rất thích nhảy nhót trên vũng bùn. Cẩn thận đó ba. Suýt thì té rồi. Cũng may là ba rất giỏi giữ thăng bằng đó. Ba ơi, hôm nay vũng bùn cũng biến thành băng luôn rồi. Chúng ta không thể nhảy lên được nữa. Thôi kệ đi. Vậy thì mình sẽ đi cho vịt ăn bánh mì. Thấy ba và chó rất thích cho vịt ăn. Chào các bạn vịt, tụi mình có bánh mì cho các bạn. Bầy vịt rất thích bánh mì. Trời lạnh tới mức hồ nước cũng đã đóng thành băng luôn. Mà mặt băng thì rất là trơn trượt. Mình xin lỗi các bạn vịt nha, nhưng đúng là nhìn mấy bạn mắc cười thiệt. Tuyết đang bắt đầu rơi rồi. Tuyết rơi. Peppa và chót thích chơi dưới tuyết. Chót, hay là chúng ta chụp bông tuyết đi.
Thế là Peppa và George cùng chơi chụp bông tuyết. George đã chụp được một bông tuyết trước. Peppa cũng chụp được một bông tuyết. Sau đó, hít một hơi thật sâu và thổi. Bang bang. George, bây giờ tới lượt em thổi đó. Nhúng que thổi vào trong nước tạo bong bóng. Lấy nó ra. Hít vào thật sâu. Và thổi. George đang rất cố gắng thổi, nhưng có vẻ cậu ấy sắp hết hơi rồi. George, em thổi còn chưa đủ mạnh. Mẹ biết một cách để George tạo ra bong bóng. Nhúng que thổi vào trong nước lại đi con. Rồi lấy nó ra và dậy nó qua lại. Con còn có thể cầm nó chạy nữa đó. Chó rất vui khi tạo ra bong bóng. Còn Peppa rất vui khi làm vợ chúng. Mình rất thích bong bóng. Nhưng mà lọ nước tạo bong bóng đã bị dùng hết rồi. Ba ơi, mẹ ơi, tụi con hết nước để làm bong bóng rồi. Con đừng lo Peppa, ba có một ý này. Heo mẹ ơi, em đi lấy giùm anh một xô nước nha. Được rồi heo ba. Peppa, hãy lấy xà phòng giùm ba. Dạ được thưa ba. George, con đi lấy một cây vợt cũ cho ba. Xô nước, xà phòng và cây vợt cũ. Nhưng heo ba định làm gì vậy? Đầu tiên chúng ta cần chút nước. Và xà phòng. Bây giờ con đưa cây vợt cho ba. Cảm ơn con. Mọi người hãy xem đây. Vậy là heo ba đã tự làm nước bong bóng rồi. Tới giờ ra chơi rồi. Emily, con có muốn ra ngoài chơi đùa cùng với các bạn hay không? Dạ thưa cô có. Có bạn nào muốn chỉ Emily chỗ sân chơi không? Dạ có thưa cô Linh Dương. Trong giờ ra chơi, Peppa và bạn bè thường chơi trong khu vườn của trường. Thật là nhiều tiếng ồn. Để xem ai là người lớn tiếng nhất. Được thôi, cứ để cho mình thử trước nha. Squeak, squeak. Cũng có vẻ lớn đó. Bây giờ tới lượt ngựa vằn Joey. Tới lượt cừu Suzy. Rồi tới lượt chó Danny. Tiếng của cậu ấy rất là lớn. Tới lượt mình. Tới lượt mình. Nè. Tới lượt mình. Peppa là người lớn tiếng nhất. Emily, cậu thử đây. Mình cũng không chắc lắm đâu. Đi mà Emily. Được rồi, mình sẽ thử. Ôi trời ơi, tiếng đó thật là lớn. Wow. Làm lại lần nữa đi Emily. Emily không còn nhút nhát nữa. Emily, cậu có muốn chơi trò mà mình yêu thích hay không? Trò chơi mà cậu thích nhất là gì? Đó là trò nhảy lên dũng bùn. Ồ, đó cũng là trò mình thích nhất luôn. Peppa rất thích được nhảy lên nhảy xuống trên dũng bùn. Emily rất thích được nhảy lên nhảy xuống trên dũng bùn. Có vẻ trò này vui nè, cho cô chơi với. Cô Linh Dương rất thích được nhảy lên nhảy xuống trên dũng bùn. Mọi người đều thích được nhảy lên nhảy xuống trên dũng bùn. Kem đây, kem đây. Đây là cô Thỏ, cô ấy là người bán kem. Xin chào heo mẹ. Xin chào cô Thỏ, làm ơn cho 4 cây kem. Cảm ơn cô Thỏ. Chót, em đã quên đóng cửa lại rồi thấy chưa? Như vậy Polly sẽ bay đi mất đó. Con đừng lo Peppa, bà chắc là Polly vẫn còn ở trong nhà. Polly không có ở đây đâu ba. Oh. Polly đã
sẽ đi mất rồi. Như vậy ông và bà sẽ buồn lắm đó ba mẹ ơi. Có lẽ bây giờ chúng ta nên tìm ngoài giường xem sao. Xem kìa, đó là gì vậy? Heo mẹ nhìn thấy gì đó ở trong giường vậy? À! Là Polly! Nhưng ba ơi, chúng ta phải làm gì để đem Polly xuống đây ba? Con đừng lo Peppa, ba sẽ đem Polly xuống. Lại đây nào Polly. Cậu có muốn uống trà hay không? Ôi không, vậy là Polly lại bay lên cao hơn rồi. Ôi trời. Ba cẩn thận đó nha ba. Ba đừng để bị té giống như mấy lần trước nha ba. Con đừng lo Peppa, ba sẽ thật cẩn thận. Lại đây nào Polly. Không biết là George đang định làm gì. Thì ra George lấy cám chim của Polly. Polly rất thích cám chim. George đã đưa Polly từ trên cây xuống rồi. Tiếng gì vậy ta? Là tiếng điện thoại di động của heo ba đang reo. Alo. Là mẹ đó hả? Ừ, chào con heo ba. Mọi người đã sẵn sàng hết chưa? Không rồi heo ba. Vậy thì ta đi thôi. Không. Hình như George đã để quên khủng long ở trong nhà. Ô, George à, con phải chú ý tới khủng long của mình nhiều hơn chứ. Không làm. Bây giờ mọi người có hoàn toàn chắc chắn là mình không còn quên gì nữa hay không? Chắc chắn rồi. Con để gấu bông ở đâu, Peppa? Con nghĩ là trên cái bàn trong bếp. Peppa, con phải chú ý tới gấu bông của mình nhiều hơn đó. Gấu bông. Chúng ta đi đó nha. Sẵn sàng hết chưa? Đi rồi, thưa ba. Vậy thì đi thôi. Đây là điểm dã ngoại hôm nay. Tới rồi. Anh rất thích chỗ dã ngoại này. Nó rất yên ắng và thanh bình nữa. Đó là ngựa vằn Shui và ba của cậu ấy là chú đưa thư ngựa vằn. Con chào chú ngựa vằn. Chú có thư cho tụi con sao? Hôm nay không có thư đâu con à. Hôm nay là ngày nghỉ của chú. Tụi mình tới đây để đi dã ngoại. Tụi mình cũng vậy. Phải rồi, sao chúng ta không cùng nhau làm một buổi dã ngoại lớn? Dạ phải. Thật là một buổi dã ngoại vui vẻ. Ba mẹ ơi, cho con và George ra ngoài bãi cỏ chơi với Chewy được không? Được chứ Peppa. Chewy, mình có đem gấu bông nè. Mình thì có khỉ bông nè. Không làm. Mình cần có bộ đồ chơi dã ngoại nữa. Tụi mình chơi dã ngoại đi. Là bay vết. Chúng lúc nào cũng xuất hiện khi tụi mình đi dã ngoại hết đó. Wow. Kính lúp làm mắt của George trông to hơn bình thường rất nhiều. Tất cả đã có đủ. Bây giờ cái mà các con cần là một điều bí ẩn để phá giải. Ba ơi, điều bí ẩn là gì vậy ba? Một điều bí ẩn là thứ mà các thám tử giỏi cần phải giải quyết, như là tìm những thứ bị đánh mất. Con biết rồi, tụi con có thể tìm ông khủng long của chó. Nó lúc nào cũng bị mất hết à. Khủng long. Nhưng mà lúc này ông khủng long không bị mất. Vậy còn mắt kính của ba thì sao? Ba lúc nào cũng làm mất nó hết á. Hôm nay thì không. Ba đang đeo mắt kính của mình rồi nè. Làm sao bây giờ? Không có điều bí ẩn nào xung quanh đây hết. Vậy con muốn ba tạo ra một điều bí ẩn hay không? Dạ có. Vậy là heo ba sẽ tạo ra một điều bí mật. Bây giờ trên bàn có gì hả? Có một chú cá nhỏ, gấu bông, chú hà trong hộp. Và còn có ông khủng long nữa. Đúng vậy. Bây giờ hãy nhìn thật kỹ và cố nhớ cho hết chúng nha. Chú cá nhỏ, gấu bông, một chú hề trong hộp và ông khủng long. Các con đã nhớ hết chưa? Dạ rồi. Được rồi, bây giờ các con ra ngoài chơi một chút đi. Khi nào xong, ba sẽ gọi các con vào. Nghe âm thanh ồn ào đó giống như ba đang chạy lên lầu. Bây giờ giống như ba đang chạy xuống lại. Đã
xong, bây giờ các con có thể vào trong nhà. Một thứ ở trên bàn lúc nãy giờ là bị mất, đó là cái gì? Có ông khủng long ở đây nè, chú cá nhỏ, chú hề trong hộp. Vậy là mất cái gì đây? Gấu bông. Đúng rồi, gấu bông đã bị mất. Ồ, Peppa, rớt, các con giỏi lắm. Với tụi con thì dễ thôi mà, tại vì tụi con là thám tử nổi tiếng. Như lúc nãy ông đã hướng dẫn, ông chỉ cần lấy hạt giống rồi rải chúng lên mặt đất. Một chú chim nhỏ đột nhiên bay lại rồi ăn hạt giống của heo ông. Đi đi, đừng có ăn hạt giống của ta nữa. Thì ra hạt giống của ông bị mất là do chú chim nhỏ đó. Hạt giống của ông bị chú chim nhỏ ăn hết rồi. Có hai chú chim nhỏ khác nữa bay lại ăn hạt giống của heo ông. Nhìn kìa ông ơi. Ồ, bay đi hết đi. Ủa, có gì ồn ào ngoài đây vậy? Heo ba nhìn nè, bầy chim cứ bay lại ăn mất hạt giống của tôi rồi. Nên tụi con giúp ông đuổi bầy chim đi. Đuổi chúng đi cũng vô ích thôi con à. Chúng sẽ quay trở lại. Mọi người nhìn kìa, chúng ta phải có người rơm mới được. Người rơm là gì vậy ba? Người rơm là một hình nộm hình người, thường được sử dụng để dọa bầy chim. Đúng là một ý hay đó heo bà. Tôi sẽ đi làm một cái ngay. Đi thôi các con. Tạm biệt các chú chim nhỏ. Mình và mọi người sẽ đi làm người rơm đây. Đây là nhà kho trong vườn của heo ông. Trong nhà kho sẽ có rất nhiều thứ có thể dùng làm người rơm. Đầu tiên, chúng ta cần phải có hai que cây và một vài sợi dây để cột. Tụi con sẽ lấy nó cho ông. Peppa đang cầm hai que cây trên tay, còn George thì đang cầm cuộn dây cột. Giỏi lắm hai đứa. Giờ thì ông sẽ dùng dây cột hai que cây lại để làm phần thân. Heo bà đang cầm thêm một ít rơm và một cái túi đã cũ đi ra chỗ heo. Đủ rồi đó. Giờ thì ông sẽ nhét hết rơm vào cái túi này để làm phần đầu. Bây giờ người rơm cần phải có cái gì đó để mặc lên người. Tôi có một túi đồ cũ ở đây nè. George đã tìm thấy một cái váy ở trong túi. George ngốc quá. Ông người rơm chắc chắn là sẽ không mặc chiếc váy đó đâu. Còn Peppa thì tìm thấy một cái áo khoác. Đây là công viên. Tới rồi. Mẹ ơi, sao lá cây đều thành màu đỏ màu vàng vậy mẹ? Chị đang làm mùa thu, Peppa. Khi tới mùa thu, thời tiết sẽ trở nên lạnh hơn và lá cây sẽ đổi màu. Hôm nay gió thổi lạnh quá, chúng ta hãy chơi trò chơi để giữ ấm. Tới lượt chị. Ơ, chị đâu có muốn cho nó đi hướng đó đâu em. Cơn gió đang thổi trái bóng đi cùng. Trái bóng rơi vào hồ nước rồi. Ba sẽ dùng khúc cây này để giới tới nó. Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Anh cẩn thận đó nha heo ba. Em đừng lo, anh gần giới tới rồi. Ba ơi, nước có lạnh không ba? Hơi lạnh một chút thôi. Vậy là gió đã thổi trái bóng ra khỏi hồ nước. Phải, thật là may mắn. Phải, chúng ta thật là may mắn. Gió càng ngày càng thổi mạnh hơn đó. Giữ chặt nón của mình đi các con. Ôi không, gió thổi bay nón của George đi rồi. Con đừng lo George, theo ba sẽ lấy nón lại cho con mà. Nhanh lên ba. Nhìn kìa, nó ở trên cái cây này rồi đó. Ba sẽ leo lên để lấy nó cho con. Cái cây này quá nhỏ, anh không thể leo lên được đâu heo ba à. Ôi trời, vậy chúng ta phải làm sao để lấy nó? Dễ thôi, em sẽ rung cái cây một chút. Có lẽ mình cần rung nó mạnh hơn nữa. Sắp tới giờ về rồi, và các phụ huynh đã tới rồi. Ba ơi, mẹ ơi, hôm nay cô dạy tụi con làm chiếc hộp thời gian đó. Ôi, chào heo ba, cậu tới rất đúng lúc. Hãy đào giùm chúng tôi một cái hố. Dạ được thưa cô. Heo ba đang đào một cái hố trong sân vườn của trường để chôn chiếc hộp thời gian. Xong rồi. Giờ đào lên được chưa cô? Chưa đào lên vội được đâu con. Mình sẽ để nó ở dưới nhiều năm. Nhưng mà con không thể đợi lâu được.
Peppa, con giống y chang ba con ngày xưa vậy. Vậy sao cô? Đúng rồi, vì hồi xưa ba con cũng là học trò của cô mà. Cô từng dạy ba con luôn hả? Phải, cô từng dạy cho tất cả ba mẹ của các con, có đúng không? Phải, phải cô Linh Dương. Lúc mà ba mẹ của các con còn nhỏ, họ cũng từng là một chiếc hộp thời gian. Đúng vậy đó, ba chôn nó ở gần một cái cây nhỏ. Mình đào nó lên được không? Được chứ, cô nhớ hình như là đã chôn ở đây nè. Ồ, con tưởng cái cây phải nhỏ hơn chứ. Đó là nhiều năm trước đây thôi heo ba. Cái cây nhỏ ngày xưa bây giờ đã lớn. Hình như con đào thấy nó rồi. Đúng là cái hộp thời gian cũ của chúng ta. Mình mau vào trong mở ra coi đi. Được rồi các con, lùi lại nè. Để xem trong đây có gì. Một quyển truyện tranh. Đó là quyển truyện tranh mà em thích nhất. Một chiếc máy bay bằng thiết. Dạ, đó là đồ chơi của em. Một đĩa CD. Là đĩa nhạc mà em thích nhất đó. Cuối cùng là một củ cà rốt héo. Là của em. Mẹ chọn nó là đúng rồi đó. Và thông điệp mà ba mẹ các con gửi tới tương lai nè. Lúc họ như các con. Mọi người lại đây coi, trong hồ này có cái gì nè? Ông ơi, con không thấy gì hết á ông. Trong hồ này lúc nào cũng có một cái gì đó Peppa. Con hãy nhìn kỹ lại đi. Con nhìn thấy nó rồi. Phải, để coi. Cua. Thế là ngón tay của heo ông bị con cua kẹp cứng. Ôi da. Ông cua này hư quá. Nhìn kìa chớp, ông cua đi hàng ngang nhìn mắc cười quá ha chớp. Vậy là chớp bắt chước dáng đi của cua. Và Peppa cũng muốn làm một chú cua. Tụi con thành cua rồi nè. Kẹp, kẹp, kẹp. Ô cứu với, có hai con cua đang muốn kẹp tôi nè. Chúng sắp kẹp tôi rồi. Kẹp, kẹp, kẹp. Con là một con cua nè. Kẹp, kẹp, kẹp. Tránh ra đi mấy con cua này. Mau mau trở về cái hồ đá của mình đi. Hai con cua nghe chưa? Dạ. Chúng ta tìm thêm hồ đá đi chớ. Con thấy cái gì rồi? Là một cái vỏ ốc. Con có nghe thấy tiếng biển không? Ý bà là sao? Nếu con đặt vỏ ốc kế bên tai, con sẽ nghe thấy tiếng biển. Con có thể nghe thấy tiếng biển rồi bà. Con thích vỏ ốc này quá bà ơi. Rót, con cũng tìm cho mình một vỏ ốc đi. Dạ. Đó không phải là vỏ ốc đâu. Peppa nói đúng đó. Đó không phải là cái vỏ. Thứ mà Rót đã tìm thấy là một mẫu quá thạch. Giấy báo thì cho vào thùng tái chế màu đỏ đó Rót. Vậy là nhà chúng ta đã thu thập đủ đồ. Bây giờ cả nhà mình có thể tới trung tâm tái chế. Anh Hơ, đi thôi. Heo mẹ cầm thêm những cái chai. Peppa thì cầm lon và hộp. Còn Chót thì xung phong cầm hộp đựng giấy báo. Mọi người đã sẵn sàng hết chưa? Dạ. Vậy thì đi thôi. Recycle, recycle, we're going to recycle tin cans, bottles, newspapers. Recycle, recycle, we're going to recycle. Cuối cùng nhà Peppa cũng tới trung tâm tái chế của cô thỏ. Tới rồi. Xin chào mọi người. Vâng, chào cô thỏ. Mọi người đem đồ tới đây để tái chế có đúng không? Dạ đúng vậy. Vậy thì rất tốt. Mọi người cứ tự nhiên. Dạ, cô thỏ đang làm gì vậy? Cô ấy đang tái chế những chiếc xe cũ bị rỉ sét. Các con có biết chai không bỏ vô thùng nào hay không? Dạ là màu xanh lá. Con giỏi lắm. Còn lon với hộp thì bỏ vô thùng màu xanh dương. Giỏi lắm Peppa. George muốn đem tái chế những tờ báo cũ. Được rồi George, ba cho con tự tay bỏ báo vô thùng.
Rồi, trong một ngày mình tái chế nhiêu đây là đủ rồi. Phải, mình về nhà thôi. Xe của mình đâu? Xe của nhà Peppa bỗng nhiên biến mất. Lùi lại đi. Thì ra là cô thỏ đang định tái chế xe của nhà Peppa. George nhìn rất thích thú khi thấy con thuyền chạy. Mẹ ơi, mẹ lên dây giúp con được không? Thuyền của con không cần lên dây cót đâu Peppa. Thuyền của Peppa là loại thuyền buồm, chỉ cần có gió là nó sẽ di chuyển. Con không thích thuyền của con chút nào. Nó không chạy được mẹ ơi. Đó là bởi vì hôm nay không có gió thôi con à. Để ba giúp thuyền của con chạy nha. Bây giờ ba sẽ hít sâu và thở ra để thổi thuyền con đi. Hạnh à, thuyền của con chạy một cái diều. Giờ thì Peppa thích thuyền của mình rồi. Mẹ, đây là bạn của Peppa, cừu Suzy. Con xin chào mọi người. Chào cậu Suzy. Tụi mình đang chơi thuyền đây nè. Mẹ, mình cũng có thuyền đồ chơi đây nè. Thuyền của cậu chạy bằng dây cót hả? Không, thuyền của mình chạy bằng pin. Chiếc thuyền đồ chơi của Suzy chính là loại thuyền chạy bằng pin. Đúng là một chiếc cano tuyệt vời. Mình xin lỗi nha bạn vợt. Đây là bạn chó Danny. Bạn đi cùng với chó ông. Xin chào mọi người. Xin chào ông chó Danny. Ông cháu. Ông mình đã làm cho mình chiếc thuyền phản lực thần tốc này đây nè. Ấn tượng thật, nhìn con thuyền ngầu quá, nó chạy thế nào? Con thuyền này chạy bằng hơi nước đó. Đây nè, tôi chỉ cần bật cái cần gạt này lên. Thật là một chiếc thuyền mái chèo quá tuyệt vời. Đây là bạn thỏ Rebecca và mẹ cậu ấy. Xin chào mọi người. Chào cậu Rebecca. Tụi mình đang chơi thuyền đây nè. Mình cũng có một chiếc thuyền. Bạn thỏ Rebecca không có chiếc thuyền nào. Đó, đã một giờ rồi kìa. Lần nào cũng vậy, tụi nó lúc nào cũng tới trễ hết. Coi khoai tây của ông chín chưa kìa. Ờ, chưa dội đâu. Thôi mình cứ để nướng thêm chút nữa đi. Xin chào, heo bà nghe đây. Dạ, con đây mẹ. Con điện báo là tụi con đang bị kẹt xe. Không sao đâu. Ở đây vẫn chưa chuẩn bị xong. Hình như heo ông đã nướng khoai tây quá tay rồi. Lát nữa gặp nha. Bọn trẻ tội nghiệp lại bị kẹt xe nữa rồi. Xem ra tôi vẫn còn thời gian để đào thêm vài củ khoai tây để làm món khác. Heo ông à. Sao xe của mình nhích từng chút một vậy ba? Chạy như vậy thì biết chừng nào mới tới hả ba? Papa nói đúng đó. Hay mình thử đi đường khác đi anh. Nhưng gần đây không có con đường lớn nào khác nữa. Em biết có một đường khác đó. Tạm biệt mọi người nha. Nhà con sẽ đi từng tắt đây. Tạm biệt nhà Peppa nha. Chúc may mắn. Heo mẹ chỉ cho heo ba đi theo con đường tắt để tránh qua được chỗ kẹt xe. Nhưng không may là con đường tắt này quá gồ ghề. Con thích đi đường này quá. Em có chắc là đường này không vậy? Tin em đi. Chào các bạn vợt. Tụi mình đang đi đường tắt để tránh kẹt xe nè. Nhìn kia, đường tắt ở ngay trước mặt. Hoang hô, em làm tốt lắm heo mẹ. Chạy một vòng luôn mà vẫn lại về chỗ cũ. Xin chào. Chào mừng trở lại. Ôi trời, vậy là đường tắt của heo mẹ có vẻ không hữu dụng cho lắm. Tốt, bữa trưa vậy là xong. Ồ, chưa kể điều quan trọng nhất là món khoai tây bỏ lò cũng đã được nấu lại xong xuôi. Buổi trưa đã xong, nhưng Peppa và cả nhà cậu ấy vẫn còn chưa tới. Alo, heo ông nghe đây. Tụi con sắp tới nơi rồi đây ba. Nhưng mà mọi người vẫn đang di chuyển với tốc độ như ốc sên bò. Một con ốc sên đi rất, rất là chậm. Nhìn kìa chó, ở ngoài đây có rất nhiều dũng bùn. Cũng may là Peppa và George có mang theo ủng. Hai cậu có nhảy lên nhảy xuống trên dũng bùn chắc cũng không sao. Peppa có vẻ rất thích thú khi chơi trò nhảy lên nhảy xuống trên dũng bùn. Bây giờ tất cả chó cũng thích chơi trò nhảy nhót trên bùn. Nhìn kìa chó, đây là dũng bùn lớn nhất mình từng thấy. Hai cậu nhóc rất thích thú với trò chơi trước khi ngủ này. Peppa, chó, tới giờ đi tắm rồi con. Mẹ ơi, tụi con đã tìm thấy một dũng bùn lớn, ơi là lớn.
Nhìn hai đứa là mẹ thấy rồi. Mau vô nhà tắm đi. Ờ, cho con chơi lâu hơn một chút được không mẹ? Không, tới giờ đi tắm rồi. Bây giờ con và Sót đã cảm thấy buồn ngủ chưa? Dạ không thưa ba. Tụi con không thấy buồn ngủ chút nào. Tụi con còn muốn chơi. Hai đứa nhỏ này có thể không buồn ngủ, nhưng mắt anh díp lại rồi. Em cũng vậy đó. Trước khi đi ngủ, Peppa và George phải tắm cho sạch sẽ. Peppa cực kỳ thích chơi trò tạt nước, làm cho George cũng bắt chước tạt nước theo. Và thế là Peppa và George thay phiên nhau tạt nước vui vẻ. Chơi vậy nãy giờ là đủ rồi. Ra khỏi bồn, lau khô người rồi mặc đồ ngủ nào. Tụi con ở trong bồn tắm chơi thêm một chút nữa được không mẹ? Thời gian tắm rửa đã hết rồi. Bây giờ hai con lên đánh răng đi. Trước khi lên giường đi ngủ, Peppa và George phải đi đánh răng. Đánh răng kỹ vậy là đủ rồi hai đứa. Về giường ngủ thôi. Ờ, con thấy răng vẫn chưa sạch. Để con đánh thêm một chút nữa. Đợi khi con lên giường ngủ, ba con sẽ đọc truyện cổ tích cho các con nghe đó.